Chào tất cả các em học sinh trên toàn quốc. Như chúng ta đã biết cái khóa 2K2 vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong. Vậy thì để chuẩn bị kiến thức cũng như hành trang tốt nhất cho khóa 2K3 tới đây của thầy, thầy sẽ cùng các em phân tích cái đề thi trung học phổ thông quốc gia của 2K2 vừa thi xong. Và tổng hợp toàn bộ những cái kiến thức mà chúng ta sẽ tập trung ôn tập làm sao cho nó hiệu quả nhất và đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm tới các em có thể đạt kết quả cao nhất. Vậy thì uh, thầy sẽ nhắc lại những cái kiến thức mà chúng ta sẽ cần phải học nha. Lớp 12 thì chắc chắn là toàn bộ rồi, gồm 4 chương giải tích. Đầu tiên đó là ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số. Tiếp theo đó là gì? Uh, hàm số mũ, hàm số loga, đấy là chương số 2. Chương số 3 liên quan đến nguyên hàm và tích phân. Chương cuối cùng là chương số phức. Đấy, đấy là bốn chương giải tích. Với ba chương của hình học nữa, đó là gì? đầu tiên là thể tích khối đa diện, nghiên cứu về khối đa diện và thể tích của chúng. Đúng chưa? Chương số 2 liên quan đến khối tròn xoay và chương cuối cùng là hệ trục tọa độ trong à, hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian. Được chưa? Với với cái việc đó là gì? À, bộ giáo dục ra có sự phân hóa giữa các chương, tức là số lượng câu hỏi cũng như là số lượng câu vận dụng cao tùy vào chương. Đặc biệt khóa 2K2 thì uh, vì lý do bất khả kháng đó là lý do dịch đại dịch xảy ra. Do đó cái uh, phần vận dụng cao nó sẽ tập trung vào kỳ 1, tức là tập trung vào chương 1, chương 2 của phần đại số à, phần giải tích nhiều hơn liên quan đến ứng dụng đạo hàm này uh, liên quan đến uh, Hàm mũ, hàm Loga này Liên quan đến thể tích khối đa diện này Đấy chưa Vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái phần đó để phân tích của lớp 12 này Còn lớp 11 thì có cái gì Lớp 11 thì những kiến thức thì nó sẽ được lòng ghép Tuy nhiên có một số cái mảng kiến thức riêng Nó là câu hỏi đặc trưng của lớp 11 Liên quan đến dãy số Cụ thể đó là cấp số cộng, cấp số nhân mà chúng ta rất hay gặp Đấy, đấy là một câu hỏi riêng về cái phần đó. Tiếp theo nữa một câu hỏi nữa là câu hỏi về góc. Câu hỏi này thì uh, trong uh, các đề gần đây nó cũng khá là nhẹ thôi. Uh, và câu hỏi cuối cùng mà nó là kiến thức riêng biệt của lớp 11 đó là câu hỏi về khoảng cách. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào phân tích các kiến thức đó và tập trung phân tích một mã đề. Uh, đối với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì nó sẽ xuất hiện 4 mã đề và từ bốn mã đề gốc đó nó sẽ uh, đưa ra thành 24 mã đề khác nhau để dành cho 24 thí sinh ở trong một phòng thi. Chúng ta sẽ tập trung phân tích. Và hôm nay thầy sẽ đưa cho các em một cái mã đề gốc đó là mã 101 của cái đề đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Ok chưa? Chúng ta sẽ cùng phân tích nhá. Thì uh, trước khi đi vào cái phân tích đề cụ thể xem là cái câu này nó thuộc cái chương nào thì chúng ta sẽ đi hệ thống, thầy sẽ hệ thống lại cho các em này. Từng chương một và số lượng câu hỏi, câu vận dụng, à, câu mức độ là thông hiểu này, à, nhận biết này, thông hiểu này, vận dụng thấp, vận dụng cao này. Đấy. Ở đây nhá. Trước tiên lớp 12 đã, chương số 1, chương giải tích đầu tiên nhá. Đây các em nhìn thấy, ứng dụng của đạo hàn này. thấy chưa? Thì gồm có các bài học tính đơn điệu của hàm số này cực trị của hàm số này, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số này, đường tiệm cận của đường tiệm cận của đồ thị hàm số này và đồ thị hàm số cuối cùng là tương giao, tương giao đồ thị. Đấy, thì chúng ta sẽ học các bài này trong sách giáo khoa. Nhớ cho thầy nha. Thì ở đây nó sẽ có các câu hỏi như sau. Câu đầu tiên liên quan đến đồ thị hàm số này. Đấy các em nhìn thấy câu số 1 này. Cho ngay là đồ thị hàm số, mức độ nhận biết Đấy. Sau đó câu số 3 liên quan đến cực trị, mức độ cũng nhận biết. Câu số 4 liên quan đến đơn điệu cũng là mức độ nhận biết. Câu số 16 là tương giao, mức độ cũng là nhận biết. Đấy thì chúng ta thấy ở phần mức độ nhận biết nó đã xuất hiện đây là 5 câu hỏi ở 5 bài học của cái chương số 1 rồi, đúng chưa? Thế còn mức độ thông hiểu. Thông hiểu cực trị có một câu này. Đấy, tương giao đồ thị hàm số lại có một câu nữa này. Đấy. Đấy là mức độ thông hiểu. Còn mức độ vận dụng, vận dụng thấp thì vận dụng thấp thì các em để ý này. Chúng ta đang thấy rất nhiều các câu hỏi liên quan đến cái chương 1 của giải tích này. Câu 40 này, câu 36 này, câu 45 này. Nó liên quan đến cái gì? Tính đơn điệu của hàm số này, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số này và đồ thị hàm số này. Đấy. Và hai câu vận dụng cao. Đấy, vận dụng cao của chúng ta số lượng câu hỏi nó rất là ít. Tuy nhiên, vận dụng cao ở cái chương 1 giải tích này đã chiếm hai câu rồi. Đấy, câu 44 và câu 50. 44 liên quan đến cực trị của đồ thị à, cực trị của hàm số và câu 50 liên quan đến cái bài toán tương giao. Bài toán là tìm số nghiệm của cái phương trình. Ok chưa? Đây là chương đầu tiên, chương giải tích của cái phần hàm số lớp 12. Chương số 2, chương số 2 liên quan đến hàm số mũ và hàm số logarit. Về hàm số mũ thì các bài toán ở đây thầy sẽ phân theo cái chuyên đề nha, nó không hoàn toàn là các bài học ở trong tiểu nó không giống hoàn toàn các bài học trong sách giáo khoa, Để chưa? Chuyên đề đầu tiên đó là liên quan đến công thức của hàm mũ, hàm loga. chuyên đề số 2 đó là gì? Chúng ta sẽ nghiên cứu về hàm số mũ và hàm số loga. Chuyên đề số 3 là phương trình mũ, phương trình loga. Chuyên đề số 4 là bất phương trình mũ, bất phương trình loga. Và chuyên đề cuối cùng là ứng dụng. Ứng dụng và hàm số mũ, hàm số loga trong bài toán thực tế, bài toán lãi suất, bài toán dân số và bài toán tăng trưởng. Đấy, bài toán chung của nó là như vậy. Vậy thì đối với chương này, số lượng câu hỏi nó đã ít hơn rồi. Thì chúng ta nhìn thấy có 9 câu hỏi thôi. Đây, cái chương trước là 12 câu. Thấy chưa? Còn chương này nó chỉ có 9 câu Với số lượng câu hỏi ở đây Mức độ nhận biết thì công thức sẽ có một câu Hàm số mũ, hàm số loga cũng sẽ có một câu Phương trình mũ, phương trình loga cũng sẽ có một câu Chắc là một câu phương trình mũ, một câu phương trình loga rồi Mức độ thông hiểu Thông hiểu thì có một câu bất phương trình Ok chưa? Thì chúng ta nhìn thấy phương trình và bất phương trình nó sẽ Chắc chắn sẽ có này Đấy. Ứng dụng cũng sẽ có một câu Một câu ở mức độ vận dụng thấp Đấy. một câu nữa đó là vận dụng thấp ở câu công thức mũ và loga. Công thức thì ở đây chúng ta phải học thuộc công thức và kỹ năng biến đổi của chúng ta cũng tạm tạm ổn thì thầy nghĩ câu này nó cũng không quá khó đâu. Đấy là đối với vận dụng thấp, vận dụng cao cũng xuất hiện hai câu. Đấy thì các em thấy rõ ràng ở cái kỳ thi uh, uh, năm 2020 này do ảnh hưởng của cái dịch do đó là cái phần vận dụng cao nó dồn hết vào hai cái chương đầu tiên rồi đúng không vận dụng cao đây hai câu này đấy thêm hai câu của chương trước nữa là bốn câu rồi đúng không đấy thêm một câu của chương hình nữa thì chắc là năm câu là ok đấy về tổng số lượng chỉ có 9 câu hỏi thôi so với chương trước là đã, nó đã thua thiệt ba câu rồi vậy chúng ta phải biết là dồn vào dồn sức vào câu à, vào chương nào sẽ là nhiều hơn được chưa Tiếp theo. Hai cái chương giải tích tiếp theo của cái lớp 12 đó là gì? Nguyên hàm tích phân và số phức. Thì nguyên hàm tích phân thì chúng ta sẽ có những cái dạng bài như sau. Dạng bài đầu tiên là nguyên hàm. Dạng bài thứ hai là tích phân và dạng bài thứ ba là diện tích hình phẳng. Tức là thực ra ở đây nhá, nó là ứng dụng của tích phân trong việc tính diện tích hình phẳng, tính thể tích vật thể tròn xoay. Tuy nhiên năm 2020 này Thì kỳ thi của chúng ta sẽ được Lược bỏ bớt một cái phần Đó là thể tích vật thể tròn xoay Đấy nó chỉ còn diện tích Hình phẳng thôi nhớ cho thầy Thì cái khóa 2K3 Thì các em nhớ tới đây là Các em vẫn phải ồn hết không bỏ cái gì cả Được chưa? Tại vì chúng ta cũng chưa biết là Cái Năm tới nó sẽ có Gì xảy ra vậy chúng ta Ban đầu chúng ta vẫn phải ổn hết Vậy đối với chương này thì mức độ nhận biết nó chỉ có hai câu thôi một câu tính nguyên hàm tìm nguyên hàm một câu nữa là là tính tích phân mức độ thông hiểu cũng hai câu một câu tính tích phân và một câu tính diện tích hình phẳng Đấy, một câu nữa đó là vận dụng thấp ở câu 39 tìm nguyên hàm thì các em chú ý ở đây cho thầy rõ ràng là nó có sự phân biệt ở đây nó không có vận dụng cao đúng không không xuất hiện vận dụng cao và vận dụng cao nó cũng không có kết hợp Uh, giữa các chương lại với nhau. Tức là kết hợp uh, các kiến thức lại dồn vào một câu nữa. Đấy nó chỉ tập trung vào chương 1, chương 2 thôi. Tương tự như vậy số phức. À thì chúng ta thấy ở đây này cái chương này chỉ 5 câu này. Thực ra mọi năm thì nó sẽ số lượng câu hỏi ở đây nó sẽ nhiều hơn một chút, 6 hoặc 7 câu gì đó. Đấy nó sẽ san sẻ bớt ở cái chương 1 đi. Tuy nhiên là năm nay vì vì năm đặc biệt, do đó nó cũng bị giảm số lượng câu hỏi đi tiếp theo phần số phức số phức thì ở đây nó có một số cái dạng toán mà chúng ta cần phải chú ý đầu tiên định nghĩa và tính chất đấy định nghĩa và tính chất thì ở đây nó sẽ liên quan đến cái gì thì um, ở cái phần chương số phức thầy sẽ hướng dẫn cho kèm cụ thể là trong cái bài học cái phần chương số phức ấy thầy đã hướng dẫn cho kèm rất là kỹ rồi định nghĩa và tính chất bao gồm những cái gì để chúng ta phải tập trung ôn tiếp theo biểu diễn hình học đấy và tiếp theo nữa các phép toán Phép toán là gì? Cộng trừ nhân chia Đấy các phép toán của số phức Và cuối cùng liên quan đến phương trình bậc 2 của số phức Đấy Thì ở đây mức độ nhận biết Đấy, mức độ dễ nhất Nó chiếm 3 câu rồi Được chưa? 3 câu trên tổng số là 5 câu Còn lại mức độ thông hiểu Câu 31 chỉ có một câu thôi Liên quan đến phương trình bậc 2 Và cuối cùng mức độ vận dụng thấp Là câu 37 Đấy, nó sẽ liên quan đến cái gì? Liên quan đến định nghĩa và tính chất. Định nghĩa và tính chất. Ok chưa? Đấy là bốn chương của giải tích lớp 12 thì các em chú ý, phân bố số lượng câu hỏi nó sẽ là gì? Chương đầu 12 câu. Chương tiếp theo là 9 câu và hai chương cuối là mỗi chương 5 câu. Và vận dụng cao tập trung vào hai chương đầu. Nhớ cho thầy là tập trung vào hai chương đầu. Đấy, sau này kể cả 2k3 cũng sẽ là như vậy thôi Tuy nhiên là ở phần 2k3 Nếu như nó uh, tức là cái kỳ thi của chúng ta diễn ra một cách tốt đẹp nhất thì cái phần vận dụng cao này nó cũng sẽ xuất hiện đấy, do đó chúng ta vẫn phải ôn cái cả cái phần vận dụng cao ở đây đấy chưa đấy là đối với cái phần uh, giải tích tiếp theo phần hình <laughs> đây phần hình thì ở đây như thầy nói rồi Lớp 12 thì nó có ba cái mảng chính ba cái trường quan trọng Đầu tiên là khối đa diện Tiếp theo là khối tròn xoay Và tiếp theo là hệ trục tọa độ OXYZ trong cái không gian Xong chưa? Thì đối với khối đa diện Khối đa diện Thì đây nó có hai cái dạng toán chính Dạng toán đầu tiên nó là nhận biết cái khối đa diện Có thể là xem là Đây có phải là độ khối đa diện lồi hay không đấy hoặc là nhận biết xem đây là khối bát diện đều khối uh, tứ diện đều hay là hình lập phương hay là một cái hình uh, đa diện đều nào đó đấy chưa thì đối với cái dạng này thì lại không có một câu hỏi nào cả tức là đối với dạng này nhá số lượng câu hỏi nếu như có thì sẽ là một còn đây trong năm nay thì nó sẽ không xuất hiện nó không xuất hiện còn nếu như xuất hiện nó sẽ xuất hiện một câu nhớ cho thầy nhá một câu do đó chúng ta cũng vẫn phải ôn tiếp theo thể tích khối đa diện thể tích khối đa diện thì ở đây chắc chắn sẽ có nhớ cho thầy chắc chắn sẽ có không trượt được đâu vậy thì nó sẽ phân bổ như thế nào nhận biết chứa hai câu luôn đấy thể tích khối đa diện thì nó có thể tích của chóp thể tích của lăng trụ thì chắc là một câu chóp một câu lăng trụ rồi còn một câu xuất hiện ở vận dụng cao thấy chưa Đấy, nó sẽ dồn kiến thức vào cái kỳ 1 nhiều hơn đúng không? Kiến thức đây. Đây xuất hiện là ba câu khối đa diện. Đấy, thì các em chú ý cho thầy. Tiếp theo chương số 2, khối tròn xoay. Khối tròn xoay của chúng ta gồm có nón, trụ và cầu. Nón, trụ và cầu. Thì đối với nón thì nhận biết đây một câu này, trụ một câu này, cầu một câu này. Đấy chúng ta thấy nó phân bổ rất là đều này. Đấy. Mức độ thông hiểu Thông hiểu ở đây ở đây các em chú ý cho thầy này à, đối với thông hiểu và chỉ có một câu thế này nó ở khối nón thì ở đây nó chắc là nó sẽ xuất hiện liên quan đến các bài toán là sử dụng để thiết diện thể đoán là như vậy tiếp theo một câu vận dụng thấp vận dụng thấp đây nó liên quan đến khối cầu thì uh, vận dụng thấp này thì nó cũng ra rất là linh hoạt có thể là cầu có thể là trụ có thể nón cái này chúng ta cũng vẫn phải ồn hết không tránh được Đấy chưa? Tùy vào năm, tùy vào đề. Hệ trục tọa độ. À, chúng ta nhìn thấy cái phần này số lượng câu hỏi lại tăng lên 5 câu. 5 câu. Tiếp theo đến cái chương cuối cùng hệ trục tọa độ y Hệ trục tọa độ thì ở đây nó sẽ có cái gì? Một số cái dạng toán của chúng ta. Phương pháp tọa độ. Phương pháp tọa độ cái này là liên quan đến cái bài bài học đầu tiên của chúng ta tiếp theo là phương trình mặt cầu tiếp theo nữa là phương trình mặt phẳng và cuối cùng là phương trình đường thẳng đấy thì uh, phương pháp tọa độ nó sẽ xuất hiện một câu ở mức độ nhận biết tiếp theo mặt cầu cũng một câu mặt phẳng một câu và đường thẳng một câu tức là mức độ nhận biết nó phân bổ rất là đều mỗi dạng một câu Nhìn chưa mức độ thông hiểu thông hiểu ở đây thì nó sẽ dồn vào mặt phẳng và đường thẳng có thể nó sẽ xuất hiện phương trình mặt cầu nhớ cho thầy nha. Ba anh này nó sẽ xuất hiện nhiều. Phương pháp tọa độ này thường chỉ xuất hiện một câu thôi. Đấy. thường các năm nó nếu có là chắc là sẽ có đấy, thường thì sẽ có một câu và một câu đó là phương pháp tọa độ. Còn lại nó sẽ dồn vào phương trình, phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng và phương trình đường thẳng. Đấy. Thì chúng ta thấy ở cái chương này thì nó cũng không xuất hiện vận dụng vận dụng cao, kể cả vận dụng thấp cũng không có. Nhưng mọi năm như cái năm 2019 thì nó thường sẽ xuất hiện một câu rất khó ở đây. Vận dụng cả. Được chưa? Thì ở đây mức độ của nó là tương đối dễ và số lượng câu hỏi cũng ít hơn đó là 6. Ngoài năm thì số lượng câu hỏi ở đây nó sẽ cao hơn một chút, khoảng 7 câu gì đó. 7 chia cho trên 15 câu, 15 câu hình. Đó. Đây là toàn bộ cái kiến thức của lớp 12. Bây giờ chúng ta sẽ hệ thống một số cái kiến thức lớp 11 mà chúng ta hay gặp trong cái kỳ thi. Đấy, thì kỳ thi của chúng ta uh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông uh, quốc gia ấy thì nó sẽ hay gặp một số cái dạng. À quên mất, vừa nãy thầy không hệ thống cái tổ hợp xác suất này. Nó sẽ gặp một số cái dạng đây. Tổ hợp xác suất gần như năm nào cũng sẽ có. dãy số cũng thế. Và quan hệ vuông góc. Quan hệ vuông góc thì chắc chắn sẽ có nhé chắc chắn sẽ có đó là cái trường cuối cùng của chương uh, hình cuối cùng của lớp 11 gồm hai cái dạng toán mà cực kỳ quan trọng đó là gì góc và khoảng cách thì mỗi bài như thế này nó chỉ xuất hiện một câu thôi nhớ cho thầy để một câu này đấy, một câu này có thể nó thường cái góc này một số năm gần đây góc nó cho khá là dễ thì nó ở mức mức độ thông hiểu thôi đấy đấy là thường nữa nha đấy còn lại cái phần khoảng cách, khoảng cách thì nó sẽ ở mức độ vận dụng thấp. Nhớ cho thầy khoảng cách mức độ vận dụng thấp, nó cũng sẽ ra hay ra ở dạng toán này thôi, ở mức độ như thế này. Còn đây dãy số, dãy số thì chắc chắn sẽ xuất hiện một câu, một câu liên quan đến cấp số cộng hoặc cấp số nhân. Tổ hợp xác suất, tổ hợp xuất hiện một câu, một câu về bài toán đếm của tổ hợp. Thường nó sẽ hay cho bài toán đếm, nó ít khi cho về uh, nhị thức Newton đấy. Và một câu xác suất, xác suất thì tùy vào tùy vào năm nó cho mức độ dễ hay là khó hiểu chưa thì năm nay thì nó cho ở mức độ vận dụng thấp đấy, có năm thì nó cho cũng khá là dễ thôi tức là mức độ thông hiểu thôi nhưng mà xác suất ít khi nó cho ở mức độ nhận biết ok chưa đấy là toàn bộ những kiến thức mà chúng ta sẽ thi trong cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của chúng ta đấy, tập trung vào ở đây này, năm 2020 thì nó có sự phân hóa khác so với những năm trước Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể cái mã đề một này, xem là trong cái chương chương đầu tiên này. Chương đầu tiên của lớp 12. Chúng ta có chương số 1 đúng không? Chương số 1 thì những câu hỏi của nó như thế nào? Ở mức độ nhận biết này, mức độ thông hiểu này, mức độ vận dụng thấp này, mức độ vận dụng cao của nó như thế nào? Và chúng ta sẽ hệ thống lại toàn bộ những kiến thức liên quan đến cái chương chương số 1 này. Ok chưa ok? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái các câu hỏi trong mã đề 101 của chúng ta. Các câu hỏi liên quan đến từng chương một, chương đầu tiên, ứng dụng của đạo hàm và việc khảo sát hàm số. Câu hỏi số 1, đây là câu số 1 luôn nhé. Câu số 1 luôn, mức độ nhận biết. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên cho đường cong, đúng không? Và cho các hàm số ở các đáp án. Chúng ta phải nhận dạng xem hàm số nào cho tương ứng đồ thị là như vậy. Ok chưa? Thì đây chúng ta nhận biết này. Ờ, ở đây là cái dạng toán liên quan đến nhận dạng đồ thị hàm số. Nhìn vào chúng ta biết ngay. Hàm số đồ thị của chúng có 3 cực trị. Đúng không? Vậy thì đây là hàm số bậc 4, chắc chắn bậc 4 trùng phương. Do đó đáp án A, đáp án B chúng ta có thể loại được rồi. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta chọn C hay là D Bây Giờ chúng ta sẽ cùng phân tích Thì đối với cái phần này lý thuyết của chúng Ở trong cái video liên quan đến bài học này Thầy đã quay rồi thì các em có thể mua khóa học để xem xem lại cái phần lý thuyết liên quan đến nhận dạng đồ thị này nhé hàm bậc 3, hàm bậc nhất trên bậc nhất còn lại cái hàm bậc 4 thầy sẽ phân tích cho các em ở đây. A à, khác không. Nhớ cho thầy ở cái phần chương này chúng ta chỉ nghiên cứu ba cái hàm số hàm bậc 3 đầy đủ, hàm bậc 4 trùng phương và hàm bậc nhất trên bậc nhất. AX cộng B chia cho CX cộng D. Đấy. Thì đối với hàm bậc 4 đồ thị của chúng Nó phụ thuộc vào cái A à, Phụ thuộc vào số cực trị nữa Đấy Thì ở đây chúng ta sẽ có này Thầy sẽ vẽ ra cho các em thấy Từng trường hợp một nhé Hàm này là hàm chẵn Do đó đồ thị của chúng là đối xứng nhau qua cái trục OI Thì vẽ nó không chính xác hoàn toàn đâu Thì các em nhìn vào đó để chúng ta có thể biết được thôi. Đây ở đây này. Đồ thị hàm số chúng ta nhìn thấy nó đi lên này. Đúng chưa? Đi lên vậy đi từ âm vô cùng lên. Đúng không? Đi từ âm vô cùng lên. Khi x tiến dần tới âm vô cùng thì nó cũng là âm vô cùng. Đấy. Vậy thì ở đây nó sẽ là a nhỏ hơn 0. Đi lên thì a nhỏ hơn 0. Nó ngược lại đối với đồ thị hàm bậc 3. Hàm bậc 3 đi lên là dương Đi xuống là âm Còn anh này đi lên Đi lên là à, âm Đấy nhận dạng luôn ba cực trị vậy B bắt buộc phải là trái dấu Tức là B lớn không Đấy. Thì ở đây chúng ta để ý này C thì xác định như thế nào Cắt trục OI phía trên hay phía dưới trục hoành Chắc chắn thằng này là C lớn không Phía trên là C dương Đấy, thì rõ ràng nhận dạng Thì nhìn giống thằng này chưa chúng ta có thể xác định được đáp án luôn ok chưa đấy thì cái đấy để chúng ta nói sau nhá bây giờ chúng ta thầy sẽ hệ thống lại cái đầy đủ các dạng của đồ thị luôn OXY, y ừ. trong trường hợp này là đi xuống đi xuống vậy a lớn hơn không Được chưa tiếp theo b phải nhỏ hơn không ngược lại và c c ở đây thì vẫn là lớn không ok chưa khi x tiến dần tới âm vô cùng thì nó là dương vô cùng Đấy, vậy thì bắt buộc a à, phải dương trường hợp nữa nó có bốn trường hợp xảy ra cơ trường hợp này nó chỉ có một cực trị thôi nó sẽ suy biến nhớ cho thầy nó suy biến về cái hàm à, đồ thị nó suy biến về hàm bậc hai parabol ấy này đó Oxy anh này thì là gì a à, vẫn là như vậy đúng không đi xuống này đi xuống đầu tiên vậy thì a à, nó phải là dương đó B của chúng ta B ở đây được phép lớn bằng 0 Được phép Được phép bằng nhỉ Được phép bằng 0 AB phải cùng dấu C ở đây rõ ràng là C âm rồi Đó. Và trường hợp cuối cùng Đây O X Y Đấy Trong trường hợp này thì A nhỏ hơn 0 Đi lên mà Đúng chưa? b ở đây nhỏ hơn hoặc bằng 0, c thì chắc chắn là dương. Đấy, thì nhìn vào đây chúng ta thấy đồ thị của chúng ta nó giống với dạng dạng này, để đồ thị đề bài cho. Vậy a chắc chắn là phải âm, đúng không? B phải dương và c chắc chắn phải dương. Đây ở đây nhìn thấy đáp án C là đúng, đúng không? Đan D thì nó bị ngược lại mất. Vậy thì chúng ta chọn ở đây là đáp án C. Ok chưa? Câu hỏi này là một câu hỏi rất là dễ. Đấy, câu hỏi mức độ nhận biết. Câu tiếp theo của chương số 1. Câu đó xuất hiện ở câu số 3. Câu số 3 của chúng ta là gì? Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau. Cho bảng biến thiên đây. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng bằng gì? Thì ở đây nó có 4 đáp án để chúng ta có thể lựa chọn. Thì các em chú ý ấy, đối với cực trị của hàm số thì có những cái khái niệm kèm cần phải nhớ cho thầy. Khái niệm cần phải nhớ cho thầy. Khái niệm đầu tiên liên quan đến điểm điểm cực trị của hàm số là x cực đại, x cực tiểu. Nhớ cho thầy nhé. Tiếp theo nữa, đó là gì? Giá trị cực trị của hàm số đó là gì y cực đại y cực tiểu thấy chưa? thì các em phải phân biệt rõ đâu là điểm đâu là giá trị và tiếp theo một cái khái niệm nữa mà chúng ta cũng hay nhầm đó là gì điểm cực trị của đồ thị hàm số đồ thị hàm số nhớ cho thầy nha cái này nó có thêm chữ đồ thị này thì bao giờ cũng sẽ là x cực tiểu y cực tiểu x cực đại y cực đại đó nó là tọa độ nhá nhớ cho thầy điều đó đấy là những cái khái niệm mà chúng ta cần cần phải biết cần phải nhớ phân biệt được tiếp theo nữa khi nào nó sẽ sinh ra cực cực đại khi nào sẽ sinh ra cực tiểu thì ở đây nó sẽ là đổi dấu f phẩy nhớ đổi dấu f phẩy bắt buộc cái giá trị cái điểm đó nó phải là tồn tại có nghĩa đã sau đó f phải đổi dấu từ dương sang âm thì là cực đại còn f phải đổi dấu từ âm sang dương sẽ là cực tiểu đây nhìn trên f phải, f phải đổi dấu từ âm sang dương vậy đây sẽ là điểm cực tiểu của hàm số còn đây là giá trị cực tiểu của hàm số, Đúng chưa? đấy, đây là điểm cực tiểu, đây là giá trị cực tiểu. đấy, vậy thì đề bài hỏi gì? giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng thì ở đây chúng ta chọn đó là âm 5, đáp án là B, hiểu chưa? rõ ràng kem phải phân biệt được nha, nếu như không phân biệt được thì kem sẽ bị nhầm, kem lấy là ba, ba cũng có đáp án đó chính là đáp án A, vậy thì chúng ta sẽ bị, bị sai, đúng chưa? đấy chính là đáp án B đây là câu hỏi số 2 liên quan đến uh, chương 1 Nó nằm ở câu câu số 3 Câu tiếp theo Nằm ngay câu số 4 Vẫn là cho hàm số có bảng biến thiên như sau Đây là bảng biến thiên Đúng chưa? Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Thì cho bốn khoảng ở bốn đáp án Thì hàm số xác định nhỉ Đồng biến trên khoảng này Khi và chỉ khi F phẩy khi khi nào F phẩy nó là lớn hơn hoặc bằng 0. Đây, bằng 0 tại hữu hạn điểm dương. Đây F phẩy mang dấu dương. Đúng chưa? Vậy thì đối với câu này, đồng biến Đấy. Đồng biến thì các em nên hệ thống nó ra Hệ thống hết nó ra sau đó chúng ta mới đối chiếu đáp án nha. Đồng biến trên khoảng là gì? Đầu tiên là âm 1 không Thứ hai là gì Và 1 đến dương vô cùng Đó Thì các em có thể uh, Hệ thống nguyên đồng biến thôi cũng được Vì đề bài nó chỉ hỏi đồng biến thôi Thì chúng ta bắt đầu đối chiếu Thì đáp án A Âm vô cùng đến âm 1 vứt đi rồi Đúng không Đan B là 0 đến 1 cũng vứt đi rồi Đan C 1 một đến 1 một, 1 một đến 0 thì được Nhưng 1 một đến 1 một thì lại không được vì sao? Trong đó nó có cả khoảng đồng biến Đây, trừ 1 đến 1 đây Cả khoảng đồng biến, cả khoảng nghịch biến Và đang C là gì? Trừ 1 đến 0, nó trùng chưa? Đấy Thì nếu như mà nó không trùng hoàn toàn Thì các em có thể đối chiếu trên bảng này cho nó dễ Đấy Vậy thì đối với câu số 4 này Cũng là câu nhận biết chúng ta chọn được Đáp án đề ngay lập tức Ok chưa? Câu số 4 ba câu liên quan đến chương số 1 rồi Câu tiếp theo Câu tiếp theo liên quan đến tiệm cận Là nằm ở câu số 11 Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Y bằng 4X cộng 1 Chia cho X trừ đi 1 Là là gì? Thì ở đây chúng ta cũng có 4 đáp án Ok chưa? Thì tiệm cận ngang Tiệm cận đứng Tiệm cận ngang Đối với hàm bậc nhất trên bậc nhất nhé Hàm số Y bằng AX cộng B chia cho CX cộng với D. Thì chúng ta sẽ có tiệm cận ngang Y bằng A chia cho C. Đúng chưa? Việc này tính giới hạn thì chúng ta sẽ không tính. Được chưa? Đối với dạng tiệm cận này, hạn chế tính giới hạn. Trong những bài toán nó quá phức tạp, bắt buộc chúng ta phải sử dụng đến giới hạn thì kèm mới, mới dùng. Còn đâu chúng ta cố gắng làm sao? Làm bài toán mà không sử dụng đến giới hạn thì nó sẽ nhanh hơn và có thể nó sẽ ra được kết quả chính xác. Được chưa? Nó không phải là hoàn toàn, tức là có những bài nâng cao ấy, thì bắt buộc chúng ta phải tìm giới hạn. Anh này là A chia cho C này. Còn tiệm cân đứng. Tiệm cân đứng thì chúng ta đi giải cái phương trình này thôi. Đúng không? X bằng trừ D chia cho C. Cụ thể ở đây A trên C là gì? A là bằng 4. Đúng không? B ở đây là bằng 1, C là 1 và D là chữ -1. 4 chia cho 1 vậy y nó sẽ là bằng 4 chính là đáp án A. Ok chưa các em? Đấy, đấy chính là các câu hỏi liên quan đến ứng dụng của đạo hàm mà chúng ta thấy nó xuất hiện ở trong trong cái chương số 1 này. Tiếp theo. Câu tiếp theo của chương số 1. Câu tiếp theo nằm ở câu số 16 này. Cho hàm số bậc 3 Y bằng Fx có đồ thị là đường cong trong cái hình bên Số nghiệm thực của phương trình Fx bằng trừ 1 là Số nghiệm nha Ở đây là gì cho bốn đáp án chúng ta lựa chọn Thì bản chất cái phương trình này các em để ý này Phương trình của chúng ta Fx bằng trừ 1 Đúng chưa Đề bài yêu cầu đi tìm nghiệm Ở đây là tìm số nghiệm Thì nghiệm của phương trình chính là gì hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx với cái đường thẳng y bằng trừ 1. Nhớ nha, nó là hoành độ giao điểm. Hoành độ giao điểm thì ở đây từ cái hoành độ giao điểm đó chúng ta sẽ đếm ra được là phương trình có bao nhiêu nghiệm. Thì các em chú ý ở đây. Đối với cái phương trình này, đồ thị hàm số y bằng fx để bài cho sẵn đây. Còn lại cái đường thẳng y bằng trừ 1 là chúng ta phải kể Và đường thẳng này là gì? Đường thẳng song song với trục Ox. Đúng chưa? Và cắt trục Oy tại điểm có tung độ là bằng chữ -1. Đây chính là đường thẳng. Đấy thì các em nhìn thấy này. Nhìn thấy nó cắt tại mấy đây? Tại 3 đúng không? Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Vậy phương trình này có có ba nghiệm. Nhớ nhớ cho thầy nha. Phương trình ba nghiệm. Đó, từ đó chúng ta chọn được, đó chính là bản 2 rất là dễ đúng không? Đây là bài toán tương giao. Tuy nhiên tương giao bây giờ nó khác với tương giao ngày trước. Ngày trước thì đề tương giao nó tương đối là uh, máy móc. Chúng ta phải biến đổi nhiều, sử dụng kỹ thuật biến đổi rất là nhiều. Tuy nhiên bây giờ là sử dụng những cái liên quan đến đồ thị hàm số nhiều hơn. Chúng ta sẽ nhận biết nhiều hơn. Hiểu chưa? Câu hỏi tiếp theo nữa liên quan đến cái chương này. Câu hỏi số 26, số giao điểm. Đây cũng là bài toán tương giao tuy nhiên nó lại cho hai đồ thị à cho hai hàm số số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 cộng 3 x bình và đồ thị hàm số y bằng 3 x bình phương cộng 3 x là là gì thì chúng ta cũng sẽ có bốn đáp án để lựa chọn đây thì bản chất giao điểm của đồ thị hàm số này nó chính là gì à, số nghiệm của phương trình đúng không cho hai cái y bằng nhau x mũ 3 này cộng với 3x bình này bằng 3x bình cộng với 3x đó đến đây chúng ta đi tìm nghiệm thôi chuyển vế sang ra phương trình bậc 3 các em có thể bấm máy tính nó sẽ ra được nghiệm bao nhiêu nghiệm thì bấy nhiêu giao điểm thì anh này sẽ có một nghiệm là bằng 0 này một nghiệm đó là gì x bằng hai nghiệm nữa cộng trừ căn 3 đó nhầm được luôn Nó rất là dễ Anh này với anh này rút gọn rồi Đấy, khá là nhẹ nhàng chỗ đó Còn không thì các em cứ bấm máy tính thôi Ra bao nhiêu nghiệm thực thì bấy nhiêu Bấy nhiêu giao điểm Thì ở đây chúng ta chọn được Đó chính là đáp án này Câu này cũng làm câu rất là dễ Câu hỏi tiếp theo Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 33 Cho cái hàm số Fx liên tục trên R Và có bảng xét dấu F phẩy như sau đây là bảng xét dấu của f'. -ay. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là là bao nhiêu thì bốn đáp án của chúng ta đã cho hết rồi. Bây giờ chúng ta lại phải nhớ lại kiến thức liên quan đến cực trị của hàm số, cụ thể đó là gì? Cực đại. Thì chúng ta có này. Cực đại của hàm số nó xảy ra khi nào? Tại điểm x0 khi và chỉ khi F phải đổi dấu từ dương sang âm đúng không? Từ dương sang âm thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nha. Đây là từ dương sang âm này. Vậy xin nha, đây là một điểm cực đại này. Đây cũng là từ dương sang âm này. Đây có thể là một điểm cực đại. Tại sao có thể? Chúng ta phải xét à chỗ này là hai gạch, hai gạch tức là không xác định đúng không? Thì thường như thế này nha. Một số bạn sẽ bị nhầm. Nhầm là một số bạn lấy đây là cực đại Một số bạn lại không lấy đây là cực đại Nó có hai cái hướng lựa chọn Còn như anh này thì chắc chắn là cực đại rồi Đúng không? Đấy, tuy nhiên chúng ta phải xem này Cái đề bài nó cho này Cho hàm số fx liên tục trên r Đấy, liên tục trên r Tức là cái điểm x bằng 1 này Nó vẫn tồn tại Nó chỉ là gì? Đạo hàm không có thôi đúng không? Hai gạch này là hai gạch chỗ đạo hàn thôi, nó không ảnh hưởng gì đến chỗ ép cả. Vậy thì chỗ này chúng ta vẫn nhận, được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có được <laughs> x cực đại, đây nó sẽ là bằng gì? Chữ 1 với lại x cực đại, đây bằng 1. Nhớ cho thầy nhé. Nó có hai điểm cực đại. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được đáp án là C. Đáp án C. Ok chưa? Đấy là câu uh, tiếp theo liên quan đến chương số 1. Câu nữa. Câu 36. Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 24x trên đoạn từ 2 cho đến 19 bằng bằng gì? Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 đáp án. <laughs> câu 36. Câu 36 này liên quan đến việc đi tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số trên một cái đoạn cho trước. Thì cái câu này cũng là một câu khá là dễ. Tuy nhiên năm nay nó lại cho hơi bẫy một chút. Tức là câu này là một câu bẫy. Bẫy vì sao? Vì rất nhiều học sinh cứ phụ thuộc vào máy tính. Các em sử dụng máy tính để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Các em nhớ cho thầy đối với môn toán này hay môn các môn học tự nhiên máy tính nó chỉ là một cái công cụ hỗ trợ thôi chúng ta lấy máy tính để thay cái tư duy của mình giải quyết bài toán này thì là một sai lầm thứ nhất có thể kết quả sai cụ thể bài này rất nhiều bạn sai thứ hai nữa nó sẽ làm cho các em, tư duy của các em nó bị lụi đi theo ngày tháng tức là các em không chịu tư duy không chịu suy nghĩ thì cái tư duy của các em nó càng ngày càng yếu đi nó kiểu như con người không được tập thể dục ấy đấy thì giống hệt là như vậy thì đối với câu này thì kem sử dụng tính thông thường thì nó sẽ ra chắc chắn sẽ ra và kết quả sẽ là đúng còn đối với sử dụng máy tính tại sao thầy lại bảo bảo nhầm vì ở đây cái giá trị nhỏ nhất của hàm số nó khá đặc biệt nó ở căn à, thầy xin lỗi xảy ra tại x bằng căn do đó do đó nó cái step khi việc chúng ta sử dụng cái mốt 7 Trước năm mốt 7 ấy Table ấy Để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất Thì cái bước, bước nhảy step của chúng ta Nó, nó không khớp, hiểu chưa? Thì câu này, 36 này Thầy sẽ viết cụ thể cho các em nhé Đầu tiên chúng ta tính đạo hàm thôi Đúng không? Xem là mất bao nhiêu thời gian 3 x bình này, trừ đi 24, ok chưa? Và cho f phải bằng 0 F phải x bằng 0. Điều này chúng ta tìm ra được là gì? x bình phương sẽ là bằng bằng 8. Là x nó sẽ là bằng 3x bình trừ 24 bằng 0 nhá. x bình phương sẽ bằng 24 chia cho 3, 8324. Vậy anh này x bình x nó sẽ là bằng cộng trừ căn bậc 2 của 8, tức là 2 căn 2 đấy. Này, cộng trừ 2 căn 2. Được chưa? Trừ 2 căn 2 loại Chúng ta lấy cộng 2 căn 2 Vậy chúng ta sẽ đi tính F của 2 trước Đấy chưa Cái này thì chúng ta sử dụng máy tính này F của 2 Thầy sẽ đặt vào máy tính để thầy tính Anh này sẽ là bằng trừ 40 này Tiếp tục F của 2 căn 2 F của 2 căn 2 Đấy. <laughs> anh này sẽ là bằng <laughs> Trừ 32 căn 2 Anh này là sắp xỉ Trừ 45 nhá Đó Tiếp theo Anh 19 x bằng 19 f của 19 đây sẽ là bằng bao nhiêu 6403 <laughs> thấy chưa thì các em thấy ở đây này trong bốn đáp án của chúng ta thì cái đáp án A loại nó đi còn lại đáp án B có kết quả âm 40 đáp án C kết quả đúng Đáp án D kết quả là trừ 45 Thấy chưa? Thì các em rõ ràng thấy được là Nếu như các em sử dụng máy tính Thì có thể các em sẽ chọn đáp án là D Hiểu chưa? Vậy ở đây chúng ta chọn đáp án là C Chính là này, min của nó Min của Fx Trên đoạn từ 2 cho đến 19 Anh này sẽ là bằng Trừ 32 Và căn 2 Ok chưa? Đấy là câu câu 40 à câu 36. Câu hỏi tiếp theo của cái chương số 1 này nó nằm ở câu số 40. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để cái hàm số y bằng x cộng 4 chia cho x cộng m đồng biến trên cái khoảng từ âm vô cùng cho đến âm 7 nó sẽ là là gì? Thì ở đây chúng ta cũng có 4 đáp án để lựa chọn. Các em thấy chưa? Câu số 40 này liên quan đến bài toán đơn điệu của hàm số chứa tham số m. Thì ở đây thầy sẽ nhắc lại cho các em cái dạng toán này đối với cái cụ thể là câu 40 này thôi. Còn lại tất cả các dạng khác liên quan đến hàm bậc 3, hàm bậc 4 trùng phương, hàm bậc nhất trên bậc nhất đối với những cái khoảng khác thì ở khóa học của thầy thầy đã quay cho các em ấy thì thầy đã phân tích rất là kỹ rồi từng dạng toán, trong các dạng toán đó đều có các ví dụ minh họa thì các em có thể uh, mua khóa học và xem khóa học ở trên Toliha nhé Câu 40 này. Thì đối với dạng này chúng ta chúng ta có như sau này, hàm số chúng ta y bằng ax cộng với b chia cho cx cộng với d. Tập xác định D bằng R trừ bỏ đi cái điểm trừ d chia cho chia cho c. Ok chưa? Thì khi đó, hàm số đây là đồng biến Đồng biến trên cái khoảng từ âm vô cùng Cho đến, thầy giả sử đây là x0 x0 của chúng ta là chữ 7 đấy, đấy. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là y phẩy bằng a nhân d Thầy sẽ xét nhé ad trừ đi bc Chia cho cx cộng với d Tất cả bình phương được chưa? Từ đây chúng ta suy ra cái điều kiện bài toán tương ứng với tương ứng với y phẩy đồng biến là lớn hơn không. Trong này hàm bậc nhất trên bậc nhất không được lấy dấu bằng ở đây. Tiếp theo nữa, trừ d trên c không thể thuộc cái khoảng này. Không thuộc cái khoảng âm vô cùng cho đến x0. Được chưa? Nằm ngoài khoảng này vậy trừ D trên C phải lớn hơn hoặc bằng x0. Đấy. Điều này tương đương với y phải lớn 0 là 1. Thứ hai, trừ D chia cho C lớn hơn hoặc bằng x0. Đây là cái chung của chúng ta. Cái công thức cuối cùng của chúng ta. Đấy là trong trường hợp là đồng biến là một Thứ hai là cái khoảng của chúng ta là chứa một bên là chứa âm vô cùng. Đấy. Áp vào bài này. y' phải. y' phải ở đây bằng gì? À a là bằng 1, b là bằng 4. Đúng chưa? c là 1 và d là bằng m. a nhân d 1 nhân m trừ đi b nhân c 4 nhân 1 trừ đi 4 chia cho x cộng với m tất cả bình phương ở à đây chúng ta viết cái tập xác định D bằng R trừ bỏ đi cái điểm đó là trừ M Đấy Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được là gì? Y phải lớn không tức là gì? M trừ đi 4 lớn hơn không Thứ hai nữa trừ D trên C tức là cái điểm này trừ M trừ M nó phải lớn hơn hoặc bằng cụ thể ở đây là trừ 7 x0 đúng chưa? Đấy, đi giải quyết thằng này nữa là xong thôi. M lớn hơn 4 này. Anh này, nhân cả hai vế với trừ 1, M nhỏ hơn hoặc bằng 7. Đấy, thì từ đây chúng ta sẽ tương đương với 4 nhỏ hơn M, nhỏ hơn hoặc bằng 7. Đúng chưa? Đấy, thì từ đây chúng ta đối chiếu được đáp án là gì? Đáp án là B. Đúng không? Khá là dễ đúng không? Câu này là câu 40. Tức là nếu như xét theo mức độ thì ở câu 8 điểm Câu 8 điểm như thế này thì quá là nhẹ nhàng cho các em rồi Đấy, thì đối với phần này là bài toán đơn điệu chứ tham số M Thì ở đây thầy chỉ đưa cho các em một dạng liên quan đến câu 40 Còn lại các dạng khác thì các em xem ở cái khóa học của thầy các em nhé Câu tiếp theo, các em chú ý câu tiếp theo Câu tiếp theo của chúng ta, câu 45 này cho cái hàm số bậc 3 y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng với cx cộng với d. Trong đó ABCD thuộc R có đồ thị là đường cong như hình bên. Khi đó có bao nhiêu số dương trong các số ABCD? Trong các số ABCD. Bao nhiêu số dương thì đáp án của chúng ta có xuất hiện đây. 4 số, 2 số, 1 số, 3 số đúng không? Bây giờ chúng ta phải đi xác định nó. Đây lại là một cái câu hỏi cũng khá là nhẹ nhàng. Mặc dù ở mức độ là đặt ở vị trí câu 45. Nhớ cho thầy nha. Vì sao nói là nhẹ? Ở cái khóa học của thầy, thầy cũng đã đưa các bài toán liên quan đến gì? Để đồ thị hàm số và chứa chữ các hệ số là chứa chữ Vậy chúng ta phải xác định nó như thế nào? Cụ thể đối với hàm bậc 3, Hàm bậc 3 chúng ta xác định a đầu tiên, xác định d. Sau đó xác định b và c. Xác định a chúng ta dựa vào đâu? Như phần uh, nhận dạng đồ thị ở câu số 1 là hàm bậc 4 đúng không? Đây là bậc 3 này. Đồ thị hàm số đi xuống này đúng không các em? Đi xuống thì cùng dấu với a là a âm. Hiểu chưa? Vậy chúng ta có ngay là a nhỏ hơn 0 rồi. Tiếp theo Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm nằm phía trên trục OX. Nằm phía trên trục OX. Vậy thì đề dương hệ số tự do D lớn hơn 0. Hết. Còn xác định dấu của B với C xác định như thế nào? Đấy. Thì chúng ta dựa vào cực trị của hàm số đây. Đây là cực trị số 1 này. Đây là cực trị số 2 này. Điểm cực trị x1, x2. Chúng ta thấy ngay x1 cộng x2 đây, suy ra nữa X1 cộng X2 Nó phải lớn hơn không Vì sao? Đây là hai số dương Cộng vào với nhau Đúng không? Và thêm điều kiện nữa X1 nhân X2 Cũng là hai số dương nhân với nhau Vậy thì nó lớn không Đúng chưa? Vậy thì X1, X2 là nghiệm của phương trình nào? Y phải bằng 0 Đúng không? Thì chúng ta tính Y phải thôi Y phải đây sẽ là bằng gì? 3AX bình phương Cộng với 2BX Cộng với C Thì chúng ta sẽ suy ra được là gì Theo VF đúng không X1 cộng X2 bằng trừ Đây X1 cộng với X2 Trừ 2B Chia cho 3A Lớn 0 X1 nhân X2 bằng gì C chia cho 3A Anh này cũng là lớn 0 Chỗ này AC cùng dấu đấy đúng không? A nhỏ hơn 0 suy ra anh này là C nhỏ hơn 0. chỗ này AB thì nào đây? AB trái dấu. Đúng không? A nhỏ hơn 0 vậy B sẽ lớn hơn 0. Trong bốn cái hệ số này thì có A và C là nhỏ hơn 0, B và D đều lớn hơn 0. Vậy thì hỏi có bao nhiêu số dương? Có 2 số dương, chính là đáp án C. Ok chưa? Đấy, đấy chính là cái dạng toán liên quan đến câu hỏi số 45. Thì đối với dạng này, thầy chỉ đưa ở đây thầy chỉ phân tích đối với hàm bậc 3 thôi. Còn hàm bậc 4 trùng phương, hàm bậc nhất trên bậc nhất nó như thế nào thì kèm xem ở cái bài học trong cái phần khóa học thầy quay ở trên Tô Lý 2 ấy, nhớ chưa? Thế là câu hỏi 45 của chương số 1 này. Chúng ta đến với câu tiếp theo của cái chương 1 này. Câu tiếp theo nằm ở vị trí câu hỏi số 44 Tuy nhiên câu này lại là mức độ vận dụng cao Nhớ cho thầy nhé Cho cái hàm số bậc 4 fx có bảng biến thiên như sau Đây là bảng biến thiên hàm 4, bậc 4 của chúng ta Khi đó số điểm cực trị của hàm số gx bằng x4 nhân với f của x cộng 1 Tất cả bình phương Sẽ là Là gì? Thì ở đây chúng ta sẽ có các đáp án đây Ok chưa? Câu số 44 thầy sẽ hướng dẫn cho các em hai cách Cách 1 Cách 1 hơi trâu bò một chút Cách số 1 Cách này thì làm hơi dài một chút nhá Tuy nhiên là thầy nghĩ là bạn nào cũng có thể làm được Cách số 1 là gì? Chúng ta đi xác định xem hàm hàng bậc hàng 4 cụ thể là hàm gì Tại vì bảng biến thiên này cho rất là tường minh rồi Đúng không? Hàm bậc 4 của chúng ta đây Fx bằng Ax mũ 4 cộng với Bx bình cộng với Cx thì xin lỗi Bx mũ 3 cộng Cx bình cộng với Dx cộng với E E ở đây chắc chắn là 3 rồi Đấy. À đây, đây là hàm bậc 4 trùng phương mà. Thì xin lỗi, thế xin nói thế trùng phương thì chỗ này đẹp quá rồi. Bình này cộng với C là cộng với 3 luôn. Đúng chưa? Thứ nhất. Rồi, cứ viết là cộng C đi. Đi qua. Đi qua cái điểm. Điểm đầu tiên điểm A này. A tọa độ là trừ -1 2. Điểm thứ hai điểm B, B có tọa độ là gì? 03. Và điểm thứ ba C tọa độ là 1 2. Thay hai điểm trong ba điểm này, bắt buộc phải có điểm B. Chúng ta A với C chúng ta chọn một trong hai, nó như nhau nhá, vì là đối xứng qua trục OI. Vậy thì ở đây, trước tiên là qua B. 03 thì chúng ta sẽ suy ra được F của 0 bằng C và bằng 3. C bằng 3. Đúng chưa? Đi qua điểm A tọa độ là thầy sẽ lấy đây trừ 1, trừ 2. Suy ra. Thay trừ 1 vào. A này cộng với B này cộng với C tức là cộng với 3 bằng trừ 2. Ok chưa? Vậy thì tìm tiếp một phương trình nữa như thế nào để chúng ta xác định cụ thể AB? Thì ở đây, điểm cực trị của hàm số là trừ 1 với 1, đúng không? Chúng ta đạo hàm đi, f'x bằng 4 nhân với ax mũ 3 cộng với 2 nhân bx Đó, và suy ra f' phải của 1, 1 hay trừ 1 như nhau nhá còn thằng không này thì hiển nhiên rồi các em nhớ cho thầy. Sẽ là bằng thay vào 4a cộng với 2b bằng 0. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có cái phương trình là gì? À hệ phương trình a cộng b sẽ bằng chữ -5 với lại là 4a cộng với 2b bằng 0. Bây giờ nhân lên. Đến đây thì các em giải hệ phương trình như bình thường thôi xác định hệ số ABC hệ phương trình hai ẩn đúng không? 1 này, 1 này, chữ 5 này. Tiếp theo là 4 này, 2 này, 0 này. Đấy, tìm ra được A bằng 5, B bằng chữ 10. Tại sao thầy nói cách này là cách châu bò? Tại vì chúng ta phải đi xác định hàm số F và hàm số F đây nó hệ số nó tương đối lớn Vậy thì việc làm của chúng ta nó sẽ bị cồng cành lên Đấy, thấy chưa? Thì khi đó hàm F Fx Nó sẽ là bằng 5x mũ 4 này Trừ đi 10x bình phương này Cộng với 3 này Từ đây chúng ta tìm ra được F của x cộng với 1 Đấy chưa? Thì F của x cộng 1 thì chỗ nào có x chúng ta thay bởi x cộng 1 Nhớ cho thầy điều đó Thì đến đây các em làm tiếp cho thầy nhé sau đó chúng ta xác định hàm g. Bình phương lên xác định hàm g. Từ đó chúng ta sẽ tính đạo hàm đi tìm cực trị. Nó hơi dài đấy, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể làm được. Vậy thì cách số 2 là gì? Thầy sẽ hướng dẫn cách số 2. Cách số 2 thì nhanh hơn. Tuy nhiên là không phải bạn nào cũng đã được tiếp cận với cách số 2 này. <laughs> thì ở đây chúng ta thấy hàm g này luôn luôn lớn bằng 0. Đúng không? Ai này luôn luôn lớn bằng 0 Bằng 0 khi nào? Khi uh, x mũ 4 bằng 0 Tức là x bằng 0 Với lại f của x cộng 1 bằng 0 Đúng chưa? Đấy vậy bây giờ chúng ta sẽ Đi xác định xem cái phương trình G X bằng 0 Khi và chỉ khi X bằng 0 là 1 Với lại f của x cộng 1 Bằng 0 Đúng chưa? F của x cộng 1 bằng 0 Đây Phương trình À cái hàm số F của x cộng 1 Nó có đồ thị giống với Dạng của đồ thị F của x Nó chỉ là gì? Tịnh tiến sang Sang bên trái một đơn vị thôi Nhớ cho thầy nha Thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến số nghiệm Đây là một nghiệm này Còn đường thẳng y bằng 0 Đây đường thẳng y bằng 0 này đấy thì nó sẽ cắt đây tại hai này đây tại hai điểm nữa vậy nó sẽ sinh ra bốn nghiệm bốn nghiệm này là bốn nghiệm ok bốn nghiệm này chắc chắn phải khác không nhá vậy thì từ đây làm thế nào để mình xác định được số cực trị của cái hàm số gx đấy thì anh này rất may ở chỗ nó là bình phương này nó là bình phương này là bình phương vậy nó sinh ra đấy là nghiệm kép đúng không Thì đây các em chú ý này Nghiệm bội Đúng không Cái thằng này cũng là bốn nghiệm khác không Đều là nghiệm bội Nghiệm bội thì nó sinh ra là gì Tiếp xúc Đúng chưa Vậy thì đồ thị nó có dạng như thế này này Có 1, 2, 3, 4, 5 đúng không Tiếp xúc Đây là tiếp xúc này 1 này hai này. Nhớ nha bằng 0 vậy tiếp xúc với trục Ox. X đây. O thầy không biết vị trí nào nên thầy sẽ không viết vào. Đấy. 1 2 3 4 Đúng không? Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, tổng 5 nghiệm. Đúng chưa? 5 nghiệm và đây đều là nghiệm bội hết tiếp xúc hết. Không thể âm được, thằng này g này không thể âm được. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì chúng ta đếm xem có bao nhiêu cực trị? một này, hai này, ba này, 4 5 6 7 8 9. Tổng 9 cực trị. Thấy chưa? Rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà đối với cách này không phải bài nào cũng làm được. Nhớ cho thầy điều này nhá, không phải bài nào cũng làm được. Nếu như ở đây bậc 1 thì nó lại là khác đi một chút, nó lại phải khác đi. Đấy. Thế là F của x cộng 1 thôi ấy, thì nó sẽ khác. Nó không còn là như thế này nữa. Đấy, vậy chúng ta phải đối với cách số 2 này đòi hỏi phải tư duy rất là nhiều thì chúng ta mới mới có thể làm tốt nó không bị nhầm. Đấy chưa? Vậy đối với câu số 44 này chúng ta chọn đó là đáp án B. Nhớ cho thầy cách này cũng được nhá, cách số 1 này. Nếu như các em chưa hiểu cách số 2 thì các em có thể làm cách số 1 này. Cách số 1 này thì nó chỉ là tư duy logic thông thường thôi. Mỗi tội là chúng ta việc tính toán chúng ta nó sẽ phức tạp lên, mũ nó sẽ lớn. Đây đang là mũ 4 rồi. Sau đó bình phương lên là mũ 8 nhân với x mũ 4 kia nữa nó sẽ lên mũ 12. Đấy, nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Hiểu chưa? Đấy. Vậy là câu 44 chúng ta giải quyết xong. Câu này là mức độ vận dụng cao trong cái đề thi của chúng ta rồi. Tiếp theo là câu cuối cùng của cái chương này câu số 50. Câu số 50 là cho hàm bậc 3 y bằng fx có đồ thị như là đường cong ở hình vẽ. Số nghiệm thực của cái phương trình f của x mũ 3 nhân với fx cộng với 1 bằng 0 là là bao nhiêu? Thì chúng ta có bốn đáp án ở đây. Thì đây là bài, bài toán liên quan đến bài toán tương giao, đúng không? Tương giao của hai đồ thị, đồ thị hàm số f của u và đường thẳng y bằng chữ 1 đấy thì kèm nhớ cho thầy điều đó. thì bài toán tương giao thì cách giải quyết của nó uh, ở phần um, gì nhỉ? liên quan đến cái bài toán tương giao này nhá. đây là bài toán vận dụng cao. thì đối với cái bài toán này thì trong cái khóa học nâng cao của thầy ấy, khóa bài giảng nâng cao của thầy ấy, thầy đã quay cho kèm rất là nhiều dạng liên quan đến cái bài toán này rồi. thì kèm chú ý xem lại cái uh, mua khóa học và xem cái phần đó nhé. Thì đối với bài này chúng ta giải quyết như thế nào? Câu 50 nhá. f của x mũ 3 nhân với f(x) cộng với 1 bằng 0. Thì ở đây chúng ta cách làm của chúng ta cứ đặt u như bình thường thôi. Đặt u bằng x mũ 3 nhân với f(x). Đúng không? Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được f(u) bằng -1 đường trừ 1 đâu Đây Đây Đúng không Đấy FU bằng trừ 1 FU bằng trừ 1 Số à, Phương trình này Nghiệm phương trình này Là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số FX Với đường thẳng Y bằng trừ 1 Có một điểm Đây Thì nó giống lên X bằng 0 Hay là U bằng 0 Một điểm đây U sẽ lớn hơn 2 Một điểm nữa đây U sẽ lớn hơn mấy đây? 1, 2, 3, 4, 5 U sẽ lớn hơn 5 Điều chưa? Vậy chúng ta sẽ có một nghiệm U bằng 0 Một nghiệm nữa U bằng Thầy đặt đó là A1 đi Lớn hơn 2 U bằng A2 Lớn hơn 5 Đó Từng anh một Được chưa? Anh thứ nhất U bằng 0 U bằng 0 điều này tương đương với gì? X mũ 3 nhân với Fx bằng 0 Thấy chưa? Thì phương trình này có một nghiệm là x bằng 0 này Một nghiệm nữa là Fx bằng 0 này Đúng không? Đây là phương trình tích Fx bằng 0 đây sinh ra một nghiệm này Đó, sinh ra một nghiệm Đây là có hai nghiệm Ok chưa? Dạng tiếp theo uh, U bằng A1 U bằng A1 với U bằng A2 thì cách làm giống hệt nhau Thầy chỉ xét một anh thôi X mũ 3 nhân với Fx bằng A1 Nhớ cho thầy, thầy chỉ xét một phương trình thôi Còn phương trình thứ hai thì các em làm tương tự Đấy, Điều này tương đương với Thì đây chúng ta sẽ cô lập cái Fx này A1 chia cho x mũ 3 Chắc chắn phương trình này không có nghiệm x bằng 0 rồi Chắc chắn là như vậy Đúng chưa? Đây là x khác 0 Xét số nghiệm của phương trình Là số giao điểm của đồ thị hàm số Y bằng Fx Đây cho đây Và đồ thị hàm số Y bằng A1 chia cho x mũ 3 A1 lớn hơn 2 A1 là dương Thầy sẽ xét hàm số A1 chia cho x mũ 3 Y phẩy Đây sẽ là bằng gì Đây là gì Trừ A1 này Nhân với cái này đạo hàm đi là 3 nhân với x bình phương chia cho x mũ x mũ 6 rút gọn bớt đi trừ 3a1 chia cho x mũ x mũ 4. 3a1 là dương, x mũ 4 là dương thêm dấu trừ, anh này nhỏ hơn không với mọi x thuộc D. Đúng không? Nhỏ hơn không với mọi x thuộc D. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ sinh ra được là gì? Bảng biến thiên nhá. X này, đây là Y phẩy này, đây là Y này. Âm vô cùng này, không này, dương vô cùng này. Đúng chưa? Chỗ này là không xác định này. Thấy chưa? Âm nó là nhỏ hơn không đi xuống đi xuống đi xuống cái này là chúng ta sẽ đi tính giới hạn khi x tiến dần tới âm vô cùng x tiến dần tới âm vô cùng thì thằng này tiến dần tới đâu rõ ràng thằng này tiến dần tới thì không đúng không còn khi x tiến dần tới không về bên trái không về bên trái a à, chia cho một số ở đây là một số rất rất nhỏ về bên trái về chỗ này sẽ là âm vô cùng Tương tự chỗ này dương vô cùng. Chỗ này sẽ về 0. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn này. Từ 0 cho đến âm vô cùng. Từ 0 cho đến âm vô cùng xem xem là đồ thị hàm số nó có hai nhánh. Âm vô cùng. Được rồi. Đây, đồ thị hàm số thầy sẽ vẽ lại ra đây nha cho các em dễ nhìn nhá. Không thì nhìn ở đây nó sẽ bị thiếu mất đồ thị hàm số này nhá. Thầy sẽ vẽ lên trên này. Nó có hai đường tiệm cận, tiệm cận đứng là x bằng 0, tiệm cận ngang là y bằng 0. Vậy thì ở đây từ 0 cho đến âm vô cùng. Đây là đồ thị đó, nó sẽ ôm sát đường này nữa. Các em nhìn thấy không? Đó, thì cái nhánh đầu tiên này chắc chắn sẽ cắt tại một điểm đây này. Chúng ta nhìn thấy không? Chắc chắn sẽ cắt một phần đây này. Còn nhánh thứ hai chắc chắn sẽ cắt ở đây nữa này. Thấy chưa? Vậy thì ở đây phương trình này sẽ có trường hợp phương trình này sẽ sinh ra là hai nghiệm, đây. Đúng không? Phương trình cuối cũng thế Phương trình cuối cũng tương tự như vậy Cũng sinh ra là hai nghiệm Vậy tổng ở đây sẽ Phương trình sẽ có 6 nghiệm Hiểu chưa? Nhớ là cái phương trình cuối Cách làm của chúng ta giống hệt cái phương trình này Hiểu chưa? Đấy, vậy là câu số 50 giải quyết xong rồi Thì các em để ý này Tất cả các câu hỏi trong cái đề thi Thì trong cái khóa bài học của thầy Khóa bài giảng của thầy ấy Trên Toliha nó đều có hết rồi Từ nhận biết, thông hiểu vận dụng thấp cho đến vận dụng cao đều xuất hiện hết và kem để ý nhớ à nhớ cho thầy là trong các khóa học đó các bài học đó thầy đều phân tích rất là kỹ đưa cho kem từng dạng toán một thì nó sẽ phủ cho kem đến mức độ là trên 9 điểm là cái chắc chắc chắn là như vậy nhớ cho thầy còn câu điểm 10 thì thầy không chắc tại vì mỗi năm nó ra một khác và có thể nó sẽ biến đổi đi rất là nhiều năm nay khá là dễ là nó bị giới hạn bởi cái chương 1, chương 2 Việc liên kết các kiến thức nó bị không có nữa Các em hiểu không? Thường thường mọi năm nó sẽ liên kết kiến thức của chương 1 với một vài chương nào đó Nó tạo ra một câu hỏi khá là khó Câu hỏi ở mức để phân hóa mạnh Tức là phân hóa ở mức 9, 6, 9, 8 đến 10 điểm Được chưa? Vậy thì những cái câu hỏi đó thì chúng ta không thể chắc chắn được không giáo viên nào có thể chắc chắn được là mình có thể dạy được 10. Nhớ cho thầy điều đó. Vậy thì ở mức trên 9 thì tất cả các khóa à, tất cả các bài giảng của thầy đều phủ hết và đều phân tích tất cả các dạng toán rất là kỹ rồi. Thì các em các em có thể mua khóa học của thầy trên toliha.vn ấy để để học trên đó. Thì nếu cần hỗ trợ gì thì các em có thể uh, follow thầy, liên hệ trực tiếp với thầy để thầy hỗ trợ cho trực tiếp cho các em. Ok chưa? Đây là các câu hỏi liên quan đến cái chương số 1 này. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích các câu hỏi của chương số 2. Chúng ta đã vừa phân tích xong cái kiến thức của chương số 1 liên quan đến ứng dụng của đạo hàm vào khảo sát hàm số. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang cái chương số 2, uh, phân tích cái các bài toán, các câu hỏi liên quan đến chương số 2, hàm số mũ, hàm số lũy thừa. Đây là cái chương mà số lượng câu hỏi cũng tương đối nhiều, cái 9 câu hỏi tương ứng với 1,1,8 điểm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nhé Xem là trong chương này thì các câu hỏi nó tập trung vào đâu Câu đầu tiên của chúng ta đây Các em để ý này Chương số 2 hàm số mũ, hàm số loga Câu hỏi đầu tiên nằm ở câu số 2 trong cái đề Mã đề 101 Nghiệm của cái phương trình 3 mũ x trừ đi 1 bằng 9 là Là gì? Thì ở đây chúng ta có 4 đáp án đây là một câu liên quan đến phương trình mũ, đúng không? Đây là phương trình mũ rất là cơ bản thôi Chúng ta cứ tính như bình thường Cách thứ nhất các em lấy loga hai vế luôn Đúng không? Cách thứ hai các em có thể làm gì? Phân tích 9 chúng ta đưa về lũy thừa với cơ số là 3 Tức là 9 sẽ thành 3 bình phương Từ đó cùng cơ số rồi chúng ta cho cho mũ bằng nhau Ok chưa? Câu số 2 nhá Câu số 2 đây Thầy sẽ viết ra đây 3 mũ x trừ đi 1 Bằng 9 9 tức là bằng 3 mũ 2 Từ đó chúng ta thấy cơ số bằng nhau rồi Cho mũ bằng nhau X trừ đi 1 bằng 2 Chúng ta tìm ra được X sẽ là bằng bằng 3 Ok chưa? Thì ở đây chúng ta tìm được đáp án đúng chính là đáp án B Đối với câu này thì các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta thử nghiệm được Nó cũng khá là dễ thôi Tuy nhiên thầy thấy việc viết giải nó ra thì nó cũng không quá mất nhiều thời gian Đúng chưa? Chúng ta cũng chỉ mất vài giây để giải quyết xong cái câu này, không nhất thiết phải dùng máy tính làm gì. Đây là câu số 2 với đáp án là B. Câu tiếp theo liên quan đến chương số 2 này. Câu tiếp theo nằm ở câu số 9 trong mã đề 101. Với AB là các số thực dương tùy ý và A khác 1. Điều kiện AB và ở đây thêm điều kiện A khác 1 là đảm bảo cho cái loga này. Có nghĩa Do đó chúng ta không quan tâm đến uh, những cái vế trước nữa, đúng chưa? Khi đó loga cơ số a mũ 5 của b nó sẽ là bằng bằng gì? Thì ở đây chúng ta có các đáp án để bài cho đây. Cái này uh, liên quan đến gì? Công thức loga đúng không? Chúng ta sử dụng các công thức để chúng ta biến đổi cái biểu thức loga này. Biểu thức này thì rất rất đơn giản Nó chỉ có duy nhất một anh loga thôi Chúng ta đưa ra đưa vào thế là xong Câu số câu số 9 Trong cái đề mã đề 101 Loga cơ số A mũ 5 của B Nó sẽ là bằng Thì đây chúng ta sẽ đưa cái Mũ của cơ số ra ngoài loga Và các em để ý đưa ra thì nó sẽ ở cơ số thì nó sẽ là một phần Đúng chưa? Thì chúng ta có công thức đây Thầy sẽ viết lại công thức cho kèm nhá Chúng ta có đây Loga cơ số A mũ alpha của B Sẽ là bằng 1 trên alpha Nhân với loga cơ số A của B Đó thì kèm áp dụng đúng cái công thức này thì Chúng ta sẽ đưa ra được Đúng không? Thì đây nó sẽ là bằng 1 phần 5 Nhân với loga cơ số A của B Chú ý ở đây AB là các số thực dương A khác 1 do đó cái Loga này là có nghĩa chúng ta đấy thì uh, cái phần này thì uh, thường đề bài nó cho sẵn rồi nhưng mà chúng các em phải chú ý một số bài nó cho uh, chúng ta nó có xuất hiện cái kết quả là chứa trị tuyệt đối thì chúng ta phải để ý chỗ đó thì ở uh, đây đến đây là chúng ta không biến đổi được nữa rồi chúng ta dừng thì kiểm tra ở đây chỉ có đáp án D là chồng thôi đúng không vậy chúng ta chọn đáp án D đây là câu số 2 liên quan đến cái chương 2 này Câu tiếp theo, câu số 3. Câu số 3 chúng ta xem nằm ở câu bao nhiêu? Nằm ở câu số 13 trong cái mã đề 101. Nghiệm của cái phương trình. Ở đây là phương trình loga, cũng là phương trình loga cơ bản 3 thôi, đúng không? Nghiệm của phương trình loga cơ số 3 của x trừ đi 1 bằng 2 sẽ là là gì? Thì ở đây chúng ta có 4 đáp án để chúng ta lựa chọn. Được chưa? Câu số 13. Câu số 13 thì cũng có hai hướng giải quyết. Hướng thứ nhất, hướng thứ nhất, các em biến đổi làm triệt tiêu cái loga luôn. Loga cơ số 3 của x 1 bằng 2 tương đương với x 1 sẽ bằng là gì? 3 mũ 2 và các em thêm cái điều kiện đó là gì? x 1 lớn hơn 0. Ok chưa? Cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là chúng ta có thể điều kiện trước, x 1 lớn hơn 0 và chúng ta biến đổi cái 2 này thành loga, tức là biến thành là loga cơ số 3 của 3 bình phương. Ok chưa? Tuy nhiên cách số 2 thì ít khi chúng ta sử dụng hơn, vậy chúng ta sẽ dùng cái cách thứ nhất nhé. loga cơ số 3 của x 1 bằng 2. Thì ở đây các em chú ý cho thầy, các em có thể biến đổi tương đương luôn. Điều kiện trước đó là gì? x 1 lớn hơn 0. Và x chữ 1 sẽ là bằng 3 mũ 2 3 mũ 2 3 mũ 2 thì bằng 9 rồi, đúng không? Từ đây chúng ta tìm ra được Đây là x lớn hơn 1 Còn đây là x bằng bao nhiêu? 3 mũ 2 là 9 cộng với 1 Đây x bằng 10 Thì rõ ràng là x bằng 10 thỏa mãn Đấy Thì chúng ta chọn là x bằng 10 X 10 lớn 1 mà, đúng chưa? X bằng 10, vậy ở đây đáp án chính là Đáp án D Đấy. Thì đối với câu này các em cũng có thể uh, sử dụng máy tính cầm tay để các em thử đáp án được Không có vấn đề gì cả Chúng ta đã xong ba câu đầu tiên của cái chương số 2 Các em để ý này, ba câu đầu nó rất là đơn giản Mới đến câu số 13 trong mã đề 1 đến 1 Tức là nó ở mức chỉ ở mức nhận biết thôi, đúng không? Câu tiếp theo đi Câu tiếp theo là câu số 25 Câu số 25 trong mã đề 101. Câu này liên quan đến tập xác định của cái hàm hàm loga. Hàm số tập xác định của hàm số y bằng loga cơ số 5 của x là Đây chúng ta có các đáp án đây. Thì các em chú ý này. Trong cái chương này nó có hai cái dạng toán liên quan à một cái dạng toán là tập xác định của hàm số và hai cái hàm số mà chúng ta thường gặp thường gặp nhé Đó chính là hàm lũy thừa và hàm loga Đây là hai hàm số mà đề bài à, Trong các kỳ thi ấy, nó hay hỏi về tập xác định nhất Còn hàm mũ thì ít khi Nhớ cho thầy nhé Thì đối với hàm lũy thừa Thì các em phải chú ý cái trường hợp đó, x hàm số y bằng x mũ alpha phải để ý mũ alpha của nó hiểu chưa với ứng với mỗi trường hợp mũ alpha thì nó sẽ ra một trường hợp là tập xác định riêng Đấy, alpha nguyên dương, alpha nguyên âm và alpha không nguyên. Còn đối với hàm loga thì điều kiện rất là đơn giản thôi. X lớn hơn 0, A lớn hơn 0, A khác 1. Đúng chưa? Thì ở đây hàm số của chúng ta A bằng 5. Đúng chưa? A bằng 5 thì rõ ràng lớn hơn 0 khác 1 rồi. Vậy chúng ta chỉ cần điều kiện anh X thôi. Vậy câu này cũng là câu ở mức rất rất đơn giản. Đó. Điều kiện x phải lớn hơn 0 Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được tập xác định D nó sẽ là bằng Khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng Đúng chưa? Không cho đến dương vô cùng Vậy ở đây chúng ta nhìn thì chúng ta thấy đáp án C là trùng Chúng ta chọn đáp án C Ok nhá Đấy là câu số 25 Câu này cũng là mức, mức rất đơn giản rồi bốn câu đầu khá là nhẹ Câu số 5 đi nào Câu tiếp theo xem là ở câu bao nhiêu Câu 34 trong cái mã đề 101. Tập nghiệm của cái bất phương trình bất phương trình mũ đúng không? 3 mũ x bình phương trừ đi 13 nhỏ hơn 27. Ở đây đề bài cũng cho chúng ta bốn đáp án để chúng ta lựa chọn nó. Bất phương trình mũ thì ở đây cũng là bất phương trình mũ cơ bản thôi. Cách thứ nhất các em vẫn là lấy logarit hai vế, đúng chưa? Chú ý cái cơ số của chúng ta nếu như các em lấy loga 2 vế cơ số là trong khoảng từ 0 cho đến 1 thì chúng ta phải đảo chiều bất phương trình. Vì sao? Vì hàm hàm mũ mà cơ số của nó trong khoảng từ 0 đến 1 là hàm nghịch biến, đúng chưa? Còn đây cơ số là cơ số 3, rõ ràng lớn hơn 1 thì chúng ta giữ nguyên chiều của bất phương trình. Đây là cây số 1. Case thứ, thứ số 2 là chúng ta biến đổi 27 này đưa về thành cơ số 3 lũy thừa với cơ số là 3 sau đó chúng ta sẽ so sánh mũ là xong đúng không thì việc so sánh này thì các em cũng phải chú ý đến cái cơ số của nó nha nhớ cho thầy cơ số trong khoảng từ 0 đến 1 thì bao giờ cũng sẽ phải đảo chiều bất phương trình kể cả hàm mũ kể cả hàm loga hiểu chưa bất phương trình mũ bất phương trình loga chúng ta làm giống nhau ở cái chỗ đó còn cơ số mà lớn hơn một thì giữ nguyên chiều vậy chúng ta cùng giải quyết câu 34 mươi ba tư ở đây thầy sẽ biến đổi về cùng lũy thừa cùng là lũy thừa với cơ số là ba nhá 3 mũ x bình phương trừ đi 13 ở đây nhỏ hơn 27 27 thầy viết lại thành là 3 mũ 3 ok chưa cùng cơ số rồi chúng ta so sánh mũ vì cơ số là 3 lớn hơn 1 vậy chiều nó sẽ giữ nguyên x bình trừ 13 sẽ nhỏ hơn nhỏ hơn 3 chuyển về sang x bình sẽ nhỏ hơn 13 trừ 13 chuyển sang là 13 13 cộng với 3 nó sẽ là 16 16 vậy từ đây chúng ta tìm ra được là x trong khoảng từ trừ 4 cho đến 4 đó vậy tập nghiệm bất phương trình này là gì khoảng từ trừ 4 cho đến 4 Ok chưa đó chính là đáp án B của chúng ta chúng ta đến với câu tiếp theo của cái chương số 2 này Câu tiếp theo nằm ở câu số 38 trong cái mã đề 101. Cho AB là hai số thực dương thỏa mãn cái điều kiện 4 mũ loga cơ số 2 của A bình nhân B bằng 3A mũ 3. Khi đó giá trị của biểu thức A nhân B bình phương nó sẽ là bằng bằng gì? Thì ở đây chúng ta sẽ có các đáp án này. Ok chưa? xong rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, xem nào nhé bây giờ giải quyết cái bài toán này như thế nào thì các em chú ý đi ở đây nó liên quan đến một cái công thức liên, uh, trong cái phần uh, mũ à trong cái phần loga ấy biểu thức loga ấy nó có công thức liên quan đến tính chất của loga đó là gì a mũ loga cơ số a của b thì bằng b đó thì các em sử dụng cái công thức này để giải quyết bài toán thôi thì thực ra khi các em thuộc công thức này rồi thì giải quyết bài toán này cực kỳ dễ hiểu chưa chúng ta sẽ có nhé câu 38 này đây thầy sẽ biến đổi đi một chút bắt buộc nó phải là cùng cơ số này đúng không vậy cái 4 này thầy phải đưa về thành cơ số 2 các em hiểu không đấy ở đây AB nó đều là những số thực dương rồi do đó cái loga mình không cần phải đặt điều kiện gì cả 4 mũ loga cơ số 2 của A bình nhân B Nó bằng 3 A mũ 3 Điều này tương đương với 4 thầy biến thành là 2 mũ 2 2 mũ 2 Nhân với loga cơ số 2 của A bình phương B Đúng chưa? Anh này sẽ là bằng 3 A mũ 3 Bây giờ 2 này thầy đưa vào trong loga đi Để cho nó giống với cái công thức này Chúng ta áp dụng nó Đúng chưa? Tương đương đưa vào nhé hai mũ hai đưa vào loga cơ số 2 của đây sẽ thành là gì a bình phương b tất cả bình phương đúng không các em đây sẽ là bằng 3 a mũ 3 đến đây thì kèm áp dụng nó nó chính là hai mũ loga cơ số 2 của a bình phương b tất cả bình phương chính là bằng cụm này luôn đấy tương đương với anh này thì thầy sẽ đưa bình phương vào nó sẽ thành là a mũ 4 nhân với b bình phương bằng 3 nhân với a mũ 3. Xong chưa các em? Đến đây, vì AB là những số thực dương, tức là nó khác không rồi. Các em chia thoải mái, đúng không? Chia hai vế cho a mũ 3 đi. Thì uh, vế bên trái sẽ còn lại là a nhân b bình phương và vế bên phải còn lại là 3. Và đây chính là đáp án của chúng ta. Đấy, cái đề bài hỏi chính là a nhân b bình phương Bằng gì? Thì nó chính là bằng 3 Với đáp án ở đây Chính là đáp án A Ok chưa các em? Đấy là câu số 38 trong cái mã đề 101 Liên quan đến chương số 2 này Câu tiếp theo đi Câu tiếp theo nằm Ở câu số 41 Câu này Nó liên quan đến cái gì nhỉ? ứng dụng thực tế của hàm số mũ, hàm số loga đúng không? Bài toán ở đây của chúng ta chính là bài toán tăng trưởng. Chúng ta có thể áp dụng cái công thức của bài toán lãi suất được. Các em nhớ cho thầy nha. Thì đối với cái phần uh, bài toán thực tế của hàm mũ, hàm loga thì tập trung vào hai cái dạng toán chính. Đó là bài toán lãi suất hay là bài toán tăng trưởng. À, bài toán lãi suất với lại bài toán dân số. Thì mở rộng ra một chút là bài toán tăng trưởng Thì bài toán tăng trưởng này chúng ta có thể sử dụng cái công thức của lãi suất được Được chưa? Đấy. Câu số 41 đây Trong năm 2019 Diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 600 hecta. Khi đó Giả sử diện tích trồng rừng mới của tỉnh A Mỗi năm tiếp theo Đều tăng là 6% So với diện tích trồng rừng mới của năm liền trước. Kể từ năm kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích uh, rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1000 hecta. Đây chính là các đáp án mà chúng ta có thể lựa chọn nó, được chưa? Chúng ta sẽ cùng giải quyết câu 41. Thì ở đây nếu như các em mà không biết sử dụng công thức nào thì các em cứ xây dựng như thầy như thầy cho thầy này. ở đây chúng ta sẽ có cách xây dựng như sau này năm 2019 này thầy giả sử nó, nó là 600 hecta đúng không đề bài nó cho là 600 hecta thầy giả sử đó là a đi thầy cứ giả sử đó là a đi thầy đặt a a bằng 600 đó tiếp theo năm 2020 thì nó sẽ là gì tăng lên 6% đúng không Vậy thì nó sẽ là a cộng với a nhân với 6%. Đúng chưa các em? Đến đây chúng ta đặt đặt a ra ngoài. Nó sẽ là bằng gì? a nhân với 1 cộng với 6%. Đúng chưa? Tương tự như vậy, năm 2021, 2021 nó sẽ là gì? Lại tăng tiếp 6% nữa. Tức là 6% của chính thằng này này. Nhớ chưa? Chứ không phải 6% của thằng ban đầu nữa. Đấy. Vậy thì nó sẽ là gì? Thằng này này. Cộng thêm này, a nhân với này 1 cộng với 6% này. Đây là cái năm 2020 cộng thêm cái tăng trưởng 6% so với năm 2020 đã. Này. a nhân với 1 cộng với 6% nhân với tăng trưởng là 6%, đúng không? Thì đến đây thằng này chúng ta lại thấy có chung đây, đặt nó ra ngoài. Đặt ra ngoài ở đây nó sẽ là bằng a nhân với 1 cộng với 6%. Trong ngoặc còn lại là gì? Đưa thằng này ra, trong ngoặc còn lại là một Thằng này ra thì còn lại là 6%. Đó. Thì đây nó sẽ là bằng a nhân với 1 cộng với 6% tất cả mũ mũ 2. Đúng chưa? Và chúng ta cứ xây dựng như vậy, thầy giả sử đến năm bao nhiêu đó nhưng mà khoảng cách đây là n đi chẳng hạn. Đấy. Được chưa? Đây, năm thứ nhất này. Ở đây năm thứ nhất này. Năm thứ hai này. Năm thứ hai là mũ 2 này. Đây thì sẽ là năm n cộng 1. Thì nó sẽ là a nhân với 1 cộng với 6% Và tất cả mũ Mũ N Cái này là gì? Đạt trên 1.000 hecta Lớn hơn 1.000 Được chưa? A à, của chúng ta là 600 Đấy, đến đây thì các em có thể Sử dụng máy tính, chúng ta tính Ở đây chúng ta sẽ sử dụng máy tính nhá 1.000 chia cho 600 Vậy chúng ta tìm ra được là gì? 1 cộng với 6% tất cả mu n sẽ nhỏ à lớn hơn. Ở đây sẽ là 10/6 tức là 5/3. Đến đây các em lấy loga hai vế tìm ra được n. n sẽ lớn hơn loga cơ số ở đây là cơ số lớn hơn 1 đúng không? Vậy nó sẽ là 1 cộng với 6%. Nhớ cho thầy lớn 1 do đó bất phương trình không bị đảo chiều của 5/3 đặt nguyên vào máy tính nó sẽ ra được sấp xỉ 8, mấy đấy. 8, sáu bảy bao nhiêu thầy cũng nhớ lắm. Thì rõ ràng N là thời gian chúng ta phải làm tròn tròn lên. Nhớ cho thầy, N sẽ là bằng 9. Đúng chưa? Rất may ở đây nó là trên 8,5 Do đó việc làm tròn của chúng ta nó sẽ không bị bẫy ở đây. em hiểu không? Không bị bẫy. Đấy. N bằng 9 cộng vào. 9 cộng với 2019 nó chính là 2028 và đáp án chính là đáp án A. Đó. Các em thấy chưa? Đây là câu số 41 trong cái mã đề 101. Các em thấy cũng khá là đơn giản đúng không? Câu mặc dù là câu 41 tức là câu 8,2 điểm đấy. Đấy. Nó khá là nhẹ so với cái chương số 1 của chúng ta đấy. Chúng ta cùng đến với câu tiếp theo của cái chương số 2 này, câu 48 xét các số thực không âm x và y thỏa mãn điều kiện 2x cộng với y nhân với 4 mũ x cộng y trừ đi 1 lớn hơn hoặc bằng 3. Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng x bình cộng y bình cộng 4x cộng với 6y sẽ là bằng bằng gì? Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 đáp án. Ok chưa? Câu 48 thì là câu hỏi ở mức độ vận dụng cao trong cái đề thi của chúng ta. Vậy thì giải quyết câu câu số 48 như thế nào? Thì ở đây thầy sẽ đưa hướng để các em giải quyết nó. Hướng là tổng quát hóa tất cả các bài toán liên quan đến cái dạng toán như thế này. Các em hiểu không? Thì chúng ta sẽ đưa về cách biến đổi ở đây chúng ta sẽ tập trung vào cái bất phương trình biến đổi. Biến đổi là làm thế nào để tìm được mối liên hệ giữa x với y? trong bất phương trình của chúng ta nó chứa hàm đa thức đúng không hai x và chứa hàm mũ là bốn mũ x cộng y trừ một vậy thì đối với anh này chúng ta giải quyết như thế nào có một cái dạng toán mà thầy đã đưa ở, đưa cho kem ở phần chuyên đề vận dụng cao ấy. cái khóa học liên quan đến uh, chuyên đề nâng cao ấy thì kem có thể xem cái khóa học đó thì chúng ta có thể sử dụng đến hàm đặc trưng ở cái bài toán này để chúng ta giải quyết nó Đấy, thì ở chuyên cái khóa nâng cao đó hay là ở lớp học của thầy, thầy cũng đã dạy rất là kỹ cái phần uh, sử dụng cái hàm đặc trưng này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nó. Câu 48 này. Các em bạn nào mà chưa biết cái hàm đặc trưng nhá, nhớ là xem uh, mua cái khóa học nâng cao ấy, cái khóa nâng cao của thầy, xem những cái ví dụ liên quan đến cái dạng toán này. Chúng ta thấy cực kỳ là dễ thôi. Được chưa? Cái quan trọng nhất ở đây chính là biến đổi Để chúng ta tìm mối liên hệ của nó thôi Chúng ta sẽ biến đổi này 2x này Cộng y nhân với 4 mũ x cộng y trừ đi 1 Lớn hơn hoặc bằng 3 Vì ở đây là 2x này Nên chúng ta sẽ biến Biến đổi cái 4 này thành là 2 mũ 2 Sẽ biến thành là 2x cộng 2y Và trừ đi 2 Tương đương 2x thầy sẽ chuyển vế sang nha Y nhân với 2 mũ 2x cộng 2y trừ đi 2 Lớn hơn hoặc bằng 3 trừ đi 2x Tương đương <laughs> Tương đương này Chúng ta sẽ đẩy cái 2 mũ 2x xuống dưới mẫu Y này thầy giữ nguyên này 2 mũ ở à, đây dưới mẫu nha 2 mũ 3 trừ đi 2x bắt buộc phải chúng ta phải biến đổi như vậy. Đó, để cho nó giống bên này mà. Vậy chỗ này còn lại là gì? Đây là 2y này. Đây là -2 vậy ở đây sẽ là cộng 1. 1 3 sẽ là -2. Ok chưa? Lớn hơn hoặc bằng 3 đi 2x. <laughs> Quy đồng lên nào. Quy đồng lên thì um, anh này nhân lên rồi. Chỗ này 2 mũ 2y cộng với 1, 2 mũ 1 này thầy sẽ đưa bớt ra thì còn lại là 2 y này nhân với 2 mũ 2 y này lớn hơn hoặc bằng 3 trừ đi 2x nhân với 2 mũ 3 trừ đi 2x Ok chưa? Các em thấy giống ra được hàng dạng hàm đặc trưng chưa? Xét cái hàm số FT sẽ là bằng gì? T nhân với 2 mũ T Đó, với t bằng 2y thì nó sẽ ra về trái T bằng 3 2x sẽ ra về phải Đó thì ta gọi đó là hàm đặc trưng Thì hàm này chắc chắn là đồng biến rồi Ok nhá Việc chứng minh đồng biến các em tự làm rất là dễ rồi Đạo hàm đi và chúng ta thấy Ở đây là đồng biến luôn Ở đây là xy là số thực Không âm tức là t nó phải dương Nhớ đồng biến T lớn không nhá t là 2y mà <laughs> xong rồi vì hàm này hàm đồng biến đúng chưa nên từ đây chúng ta suy ra được đó là gì 2y sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 trừ đi 2x Xong chưa các em? Chuyển vế sang Các em có thể chuyển vế sang Hoặc là không chuyển vế sang cũng được. Đến đây chúng ta sẽ có hai hướng giải quyết. Đến đây lại là hai hướng giải quyết. Này thầy sẽ hướng dẫn cho các em. Cách số 1. Cách số 1. Chúng ta đưa cái P của chúng ta này, biểu thức P của chúng ta nó về dạng của một tam thức bậc 2 để chúng ta tìm min. Thì đối với cách này thì khá là dễ. P bằng x bình phương cộng với y bình phương y bình phương cộng với 4x cộng với 6y anh này sẽ lớn hơn hoặc bằng đấy chúng ta dựa vào này, dấu này rõ ràng y lớn hơn hoặc bằng 3 2x và chia cho 2 đúng không? x bình cộng với 3 đi 2x trên 2 tất cả bình cộng với 4x cộng với 6y 6 nhân với anh này sẽ còn lại là 3 thôi đúng không? Rút gọn đi. 3 trừ đi 2x. Đến đây chúng ta biến đổi đưa về dạng của một tam thức bậc 2, sau đó chúng ta sẽ xét. Hiểu chưa? Xét và tìm giá trị nhỏ nhất của một cái tam thức bậc 2 thì nó rất là dễ, các em có thể sử dụng máy tính được. Các em hiểu không? Chúng ta có thể dùng máy tính được. Đấy nó dễ ở chỗ đó. Đó. Đấy là cách số 1 thì các ke, em làm tiếp cách số 1 cho thầy nha. Cái việc biến đổi các em tự biến đổi ra, khai triển bình phương một bình phương một hiệu, sau đó quy đồng lên để chúng ta rút gọn nó đi là xong. Đấy. Cách số 2. Ở đây thầy đưa hai cách mà thầy thường làm thôi, còn lại nó vẫn còn rất nhiều cách khác có thể sử dụng đến Bunya cũng được hoặc là sử dụng một số cái bất đẳng thức để chúng ta đánh giá thì nó cũng sẽ ra được ở đây thầy sẽ sử dụng tiếp một cái một cái nữa một kỹ thuật nữa mà thầy cũng sẽ một thầy cũng hay dạy học sinh của thầy dạy rất nhiều đó là xét miền xét miền à, học sinh lớp học của thầy thầy dạy rất nhiều cái dạng này luôn xét à, miền ở đây là gì chúng ta chuyển vế sang đây là 2 x này cộng với 2 y này trừ ba này lớn bằng không này được chưa đấy là cái điều kiện của x với y còn điều kiện của P là gì? P bằng thầy sẽ đưa về dạng của một đường tròn. Đó. X cộng với 2 tất cả bình cộng y cộng 3 tất cả bình. Ở đây sẽ trừ đi bao nhiêu đây? Đây là cộng 4 này, cộng với 9 trừ đi 13. Đó. P nó là một đường tròn, đúng không? tâm là gì? Trừ 2, trừ 3 Bán kính đây Bán kính chúng ta chuyển vế cái Trừ 13 sang cho nó bằng 0 nha Chuyển vế sang Chuyển vế sang À không, cái này chúng ta chuyển vế Trừ 13 sang đây này Đấy thì Khi đó đây nó có dạng đường tròn là Tâm là gì? Trừ 2, trừ 3 Và bán kính bằng căn bậc 2 Của P cộng với 13 Đó, từ đây Suy ra này anh này tâm y này Tọa độ là trừ 2 này Trừ 3 này R đây R bình sẽ bằng P cộng với 13 Đây là một đường thẳng Đây là một đường tròn Đây là miền Nhớ cho thầy nhé Miền mặt phẳng à, Đúng rồi miền mặt phẳng Thì nó min khi nào Min khi nào Chúng ta sẽ có đây Thầy sẽ vẽ ra đây đây là cái thầy giả sử đây là đường thẳng delta của chúng ta đây là xét dấu bằng nha miền của nó tức là lấy lấy phía bên này được chưa và đây là đường tròn đó đường tròn tâm mi vậy thì nó nhỏ nhất khi và chỉ khi đây khoảng cách từ tâm mi khoảng cách từ tâm y cho đến delta phải là nhỏ à ở đây chúng ta sẽ không xét nhỏ nhỏ nhất mà xy bắt buộc phải tồn tại. xy bắt buộc phải tồn tại. Vậy chúng ta phải kéo hai thằng này lại với nhau. Làm sao? Thứ nhất là muốn tồn tại thì điều kiện là tiếp xúc hoặc là cắt đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta suy ra. Chúng ta không xét min max nữa mà chúng ta xét tồn tại. xy Vì cái này bắt buộc phải tồn tại mà khi và chỉ khi khoảng cách từ tâm y cho đến cái đường thẳng delta này đây thầy đặt đây là delta delta nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng r đó thì từ đây chúng ta sẽ biến đổi ra được p này biến đổi khi các em biến đổi nha nó sẽ ra được là gì p nhỏ hơn hoặc bằng một số a đó, lớn hơn hoặc bằng đây, a1, a2 nào đó. Thì chúng ta sẽ ra được giá trị nhỏ nhất của P. Thấy chưa? Đấy, đấy là hai cách, hai cách mà thầy sử dụng à thầy dạy rất nhiều cho học sinh của thầy. À, nhất đầu cái xét miền này, cái xét miền này thì là một cách nó cũng khá là hay mà nó cũng khá mới so với cái đề thi của một vài năm gần đây. Đấy nó là một xu thế ra đề và nó hay gặp ở những câu ở mức độ vận dụng cao. Do đó, câu cách số 2 này cũng không dễ tí nào cả. Tuy nhiên là việc giải quyết cách số 2 này, nếu như các em làm một vài bài như thế này thì nó cũng không quá khó. Đây là đối với mặt phẳng, các em chú ý cho thầy này. Đối với mặt phẳng này thì nó là đường thẳng với đường tròn. Nó nâng lên một chút nữa nó có thể là trong không gian nó là mặt phẳng với mặt cầu thì chúng ta cũng xét tương tự như vậy Tức là ba biến cũng là như vậy thôi Hiểu chưa? Đấy là câu số 48 Thì câu này các em biến đổi tiếp cho thầy nha Hai cách, cách nào cũng được Thì cách này thầy nghĩ nó sẽ nhanh hơn một chút này thì Vì ở trên thì chúng ta sẽ sử dụng được máy tính Sau khi chúng ta thu gọn lại Còn cách số 2 này thì Nó dài hơn một chút Tuy nhiên là nó cũng không quá khó đâu Thì các em làm thì ở đây thì sẽ Thầy đã làm và nó ra được, ra được Đáp án là B Ok chưa? Đấy là các uh, câu hỏi của cái chương số 2 hàm mũ hàm loga. Thì đối với chương số 2 này. Còn một câu nữa, câu um, 49 trong mã đề 101. Tuy nhiên cái câu đó là một câu um, câu là câu um, điểm 10 của cái đề thi này và thầy chưa tổng quát hóa được theo những cái dạng cơ bản. Do đó thầy sẽ không đưa lại câu này vì việc giải quyết cái câu này nó cũng sẽ không giúp ích gì cho các em nhiều. Nếu như chúng ta không tổng quát hóa thành dạng thì cái nó chỉ là một cái bài một vài bài thì các em làm xong các em sẽ lại sẽ quên thì rất là phí thì chúng ta cố gắng như câu 48 này chúng ta tổng quan hóa chúng ta biến đổi được đưa về dạng hàm đặc trưng này thì chúng ta học một loạt các bài toán liên quan đến hàm đặc trưng thì nó cũng khá là dễ đúng không đấy là các bài các câu hỏi liên quan đến chương số 2 chúng ta sẽ đến với các câu hỏi liên quan đến chương số 3 nguyên hàm và tích phân Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái chương số ba uh, trong cái đề thi uh, trung học phổ thông quốc gia ở chương nguyên hàm tích phân. Thì đối với chương này thì um, nó cũng đã được giảm tải đi so với các năm trước rồi. Do đó các câu hỏi chương này khá là dễ dễ so với mức độ mình học nha, mình ôn thi ấy, chứ không hẳn là dễ so với tất cả các bạn đâu. Tức là nó vẫn có những cái câu ở, ở mức độ vận dụng. Tuy nhiên là chỉ là mức độ vận dụng thấp thôi. Nó khá là nhẹ, không như cái trong đề minh họa thì nó có một câu liên quan ở mức độ vận dụng cao. Đấy. Vậy thì đối với chương này thì chúng ta cần lưu ý cái gì? Thì chương này thì các em nhớ cho thầy này, nó sẽ thường sẽ có ba cái mảng câu hỏi chính: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng của nó. Tuy nhiên năm nay thì ứng dụng này không có phần thể tích mà chỉ có phần diện tích hình phẳng thôi. Hiểu chưa? thì chúng ta sẽ tập trung vào thế nhưng tuy đối với cái khóa 2k3 hoặc là về sau thì chúng ta vẫn phải ôn hết thể tích vật thể tròn xoay chúng ta cũng vẫn phải ôn hiểu chưa Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng câu hỏi một nhé thì ở đây nó sẽ câu thể tích à, câu ứng dụng thì chắc là sẽ có một câu các em nhớ cho thầy thường sẽ là một câu à, nếu có không có nhiều hơn đâu câu nữa đó là gì nhỉ nguyên hàm cũng sẽ ít hơn và tập trung vào nhiều đó là tích phân. Chương số 3 nguyên hàm tích phân. Chúng ta sẽ đi vào cái câu hỏi đầu tiên xem nó nằm ở vị trí câu thứ bao nhiêu. Câu số 14 trong mã đề 101, nguyên hàm của x bình phương dx bằng gì? Bốn đáp án đây. Thì đây là nguyên hàm cơ bản đúng không? Chúng ta áp dụng cái bảng nguyên hàm cơ bản là xong. Đây, câu số 14. Nguyên hàm cơ bản là gì? X mũ alpha dx Trong đó alpha phải khác trừ 1 Đúng chưa? Thì nó sẽ là bằng gì? X mũ alpha cộng với 1 Chia cho alpha cộng 1 Và cộng với C Ở đây alpha khác trừ 1 Đúng chưa? Thì câu này các em chỉ áp dụng đúng như vậy là sẽ ra được Vậy nguyên hàm của x bình phương dx Sẽ là bằng X mũ 3 chia cho 3 Và cộng với cộng với C Đúng chưa? X mũ 3 chia 3 tức là 1 phần 3 x mũ 3 và cộng với C Chính là đáp án B Đó Rất là dễ đúng không? Câu số 14 Câu tiếp theo Câu hỏi số 23 Biết rằng tích phân cận từ 1 và từ 2 cho đến 3 của hàm số fx dx bằng 3 Giá trị của tích phân cận từ 2 cho đến 3 của hàm số 2 nhân fx nhân với dx sẽ là bằng. Bằng gì? Thì ở đây chúng ta sẽ có bốn đáp án. Câu 23 này liên quan đến tính chất của tích phân. Ok chưa? Câu 23. Chúng ta chỉ cần áp dụng tính chất là xong thôi. Ờ, ở đây chúng ta có tính chất là gì? Tích phân cận từ A cho đến B của hàm số K nhân với dx Nó sẽ là bằng K nhân với tích phân cận từ A cho đến B hàm số FxDx. Với K ở đây phải khác không? Ok chưa? Thì tương tự chúng ta sẽ đi tính cái anh kia Tích phân cận từ 2 cho đến 3 Hàm số 2 nhân FxDx Thì 2 chính là số K này chúng ta đưa ra Đúng chưa? Mà đề bài đã cho rồi Tích phân cận từ 2 đến 3 Của hàm số FxDx là bằng 3 Vậy kết quả đây sẽ bằng 2 nhân với 3 và bằng bằng 6. Xong chưa? Bằng 6 thì đáp án chính là đáp án C. Đây là một câu cũng rất là dễ thôi. Câu số 23 xong. Đến câu số 3 của chương này. Xem uh, câu này. Nằm ở câu số 28. Biết rằng F lớn x bằng x bình phương là một nguyên hàm của hàm số F nhỏ x trên R. Khi đó giá trị của tích phân cận từ 1 cho đến 2 hàm số là gì? 2 cộng với f nhỏ x nhân với dx bằng Các đáp án của chúng ta đây, bốn đáp án. Thì câu này liên quan đến gì? Thứ nhất là tính chất của tích phân. Đúng không? Tích phân một tổng thì bằng tổng các tích phân. Thứ hai nữa đó là gì? Định nghĩa của nguyên hàm tích phân. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ đưa ra câu 28 Trước tiên, chúng ta sẽ sử dụng tính chất để chúng ta đưa thành tích phân của à, Tích phân một tổng, thành tổng các tích phân Tích phân cận từ 1 cho đến 2 Hàm số là gì? 2 nhân với 2 cộng với fx dx Anh này sẽ là bằng tích phân cận từ 1 cho đến 2 Hàm số 2 nhân với dx cộng với tích phân cận từ 1 cho đến 2 hàm số f nhỏ x dx đúng chưa? 2 này các em đưa ra như số k này. Thì nguyên hàm của thằng dx chính là bằng x. Vậy kết quả ở đây sẽ là bằng gì? 2x này cận từ 1 cho đến 2 này. Đúng chưa? Cộng với nguyên hàm của thằng f nhỏ x thì đề bài cho chính là bằng f lớn x và bằng x bình phương. Đấy, x bình phương và tận từ 1 đến 2. Thấy chưa? Đây chính là áp dụng cái định nghĩa về nguyên hàm và tích phân đấy. Đến đây chúng ta thay cận vào là xong thôi. 2 1 đây sẽ là 1, kết quả đây là bằng 2 này. Bình phương đây là 4, 4 1 đây là 3. Và kết quả đây sẽ là bằng 5. 5 vậy đáp án là A. Đúng chưa các em? Đấy, câu 28 cũng rất là dễ. Ba câu đầu tiên của cái phần chương số 3 nguyên hàm tích phân. Các em thấy nó phân bổ và chủ yếu là áp dụng tính chất với lại định nghĩa của nguyên hàm và tích phân thôi, rất là đơn giản. Chúng ta cùng đến với câu tiếp theo của cái chương số 3 này, câu 29 này. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai cái đường cong. đường cong với đường thẳng. Đường cong đầu tiên là x bình trừ 4 và cái đường thẳng Y bằng 2X trừ đi 4 sẽ bằng bằng gì? Thì ở đây chúng ta có các đáp án này. Câu 29. Thì đây các em chú ý này. Đề bài nó cho yêu cầu chúng ta tính diện tích phẳng. Đấy. Và ở đây nó cho là hàm số y bằng fx với hàm số y bằng gx. Không cho cụ thể cận là bao nhiêu. Vậy bước đầu tiên chúng ta phải đi xác định cận Đúng không? Cận ở đây bước đầu tiên chúng ta giải cái phương trình Fx bằng Gx Ở đây chúng ta sẽ tìm ra được Hai nghiệm x bằng A X bằng B Đó chính là hai cận của cái tích phân Tiếp theo bước số 2 chúng ta cứ áp nó vào thôi Tích phân cận từ A đến B Trị tuyệt đối của Fx Trừ đi Gx nhân với dx Đúng chưa? Đến đây chúng ta cứ đi tính là xong Thế các em chú ý ở đây này Riêng đối với Riêng đối với cái anh này Diện tích phẳng không bao giờ có pi Vậy chúng ta loại bỏ hai đáp án này Nhớ cho thầy nhá Nhớ là phải loại nó đi Đấy, vậy thì chúng ta cùng giải quyết câu 29 này Đầu tiên chúng ta sẽ cho này X bình phương trừ 4 bằng 2X trừ đi 4 Trừ 4 mới trừ 4 hết X bình bằng 2X Tìm ra được nghiệm X bằng 0 Hoặc là X bằng 2 Đây chính là hai cận của Của cái tích phân Từ đây suy ra Diện tích hình phẳng S nó sẽ là bằng Tích phân cận từ 0 đến 2 Hàm số là gì Chỉ tuyệt đối của X bình phương trừ đi 2X Đấy là thầy rút gọn rồi các em nhé Nhân với DX Chuyển về anh này sang thì còn lại x bình phương trừ 2x thôi. Để thực hiện phép trừ đi thì nó cũng vẫn là như vậy. Đấy, đây là kết quả sau khi đã thu gọn. Vậy chúng ta đưa ra. Đưa ra thì các em phải biết anh nào à, đưa ra nó sẽ là âm hay dương. Nhớ cho thầy. Thì khi các em phá dấu giá trị tuyệt đối này, lúc này phá nó sẽ không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên là một trường hợp kết quả ra âm, một trường hợp kết quả ra dương. Thì nếu như các em tính ra âm thì các em bỏ dấu trừ đi. Còn tính ra dương thì không có vấn đề gì đúng không? Thì ở đây um, như nhỉ? Uh, 2x sẽ phải là x bình trừ 2x thì kết quả nó sẽ ra âm. Vậy thầy sẽ viết lại tích phân cận từ 0 đến 2 2x trừ dx x bình nhân với dx Anh này sẽ là nguyên hàm của 2x x bình phương Nguyên hàm của x bình phương trừ x mũ 3 chia 3 cận từ 0 trên 2 Thay 2 vào Ở đây sẽ là bằng gì? 2 thay vào đây là 4 này Trừ đi 8 phần 3 này Nó sẽ là bằng 4 phần 3 này thầy sẽ viết ra đây nhá 4 phần 3 Cái này thì các em bấm máy tính nó cũng được nhá Đến đây thì đặt vào máy tính thì Trong máy tính của chúng ta ấy Nó cũng có cái phần trị uh, tuyệt đối Vậy các em đặt vào thì nó sẽ ra được kết quả luôn Đấy là câu 29 với đáp án là B Câu này cũng là câu ở mức độ rất là dễ rồi Câu tiếp theo Đây là câu cuối cùng của cái phần uh, Chương số 3 này Nguyên hàm và tích phân Cho cái hàm số fx bằng x Chia cho căn bậc 2 của x bình Cộng với 2 Khi đó họ tất cả các nguyên hàm Của hàm số gx bằng x cộng 1 Nhân với f x Là Đấy, Là gì? Thì ở đây chúng ta có các đáp án đây Ok chưa? Thì hướng giải quyết bài này nó có hai hướng. Hướng thứ nhất, fx chúng ta có rồi, đạo hàm đi đặt vào gx chúng ta lấy nguyên hàm. Ok chưa? Hướng thứ hai, các em lấy nguyên hàm từng phần của thằng gx. Từ đó chúng ta sẽ ra được cái fx và chúng ta đặt vào nữa là xong. Ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết cái câu 39 này. Thầy sẽ sử dụng đến uh, nguyên hàm từng phần Nguyên hàm của x cộng với 1 nhân với f phải x, dx. Thì ở đây thầy sẽ đặt này, u bằng x cộng với 1, đúng không? dv sẽ là bằng f phải x, dx. Vậy từ đây suy ra được du sẽ là bằng dx. Và V ở đây sẽ là bằng Fx. Thấy chưa? Vậy khi đó anh này chúng ta sẽ biến đổi ra thành là gì? U nhân với V tức là gì? X cộng với 1 nhân với Fx. X cộng 1 nhân Fx. Trừ đi tích phân cận à, nguyên hàm của hàm số V nhân với DU. Tức là nguyên hàm của Fx dx fx chúng ta có kia rồi để bài cho sẵn vậy chúng ta đặt nó vào x cộng với một này nhân với x chia cho căn bậc 2 của x bình cộng 2 đó và trừ đi nguyên hàm của hàm số x dx chia cho căn bậc 2 của x bình cộng với 2 Thằng này chúng ta giữ nguyên rồi. Còn thằng này, thằng này chúng ta nguyên hàm đi nó sẽ ra được là gì? Kem ở đây nếu như không nhẩm được, nhớ cho thầy nha. Nếu như kem không nhẩm được thì kem đặt t bằng căn bậc hai này. Đây thầy sẽ viết ra đây. t bằng căn bậc hai của x bình cộng với 2. Được chưa? Cái hướng giải quyết uh, sử dụng cái kỹ thuật đổi biến, phương pháp đổi biến số ấy Thì ở đây nó rất là đơn giản Chứa căn thì chúng ta thường đặt T bằng căn Đấy Từ đây chúng ta bình phương lên T bình sẽ là bằng X bình cộng với Cộng với 2 Đó Đào hàm hai vế đi để xuất hiện là DX với DT Anh này là TDT Anh này là XDX Đó. Thì từ đây chúng ta suy ra được riêng cái phần này nhá, thầy xét riêng phần này thôi, thì nó sẽ ra được là gì? nguyên hàm của x dx ở trên thầy thay bởi tdt ở dưới là gì? ở dưới căn này chính là là t, đó rút gọn đi còn lại là dt thôi. nguyên hàm của dt chính là bằng t cộng với c, tức là bằng gì? căn bậc 2 của x bình cộng với cộng với 2 xong chưa? OK rồi bây giờ chúng ta đặt vào đây phép trừ này nữa là xong thôi. Đặt phép trừ vào. Thì ở trên này thì sẽ nhân phá ra. Vậy nó sẽ là bằng này. x bình này cộng với x này. Kết quả này à, cộng với c nữa nhá Cộng với c riêng nha nhá. Thầy xin lỗi chỗ này cộng với c nữa. x bình cộng x này chia cho căn bậc 2 của x bình cộng 2. Đó. Trừ đi. Anh này thầy sẽ nhân cả từ cả mẫu với căn bậc 2 của x bình cộng 2 để cho giống mẫu thằng này. Trên sẽ là gì? x bình cộng với 2. Dưới là căn bậc 2 của x bình cộng 2 và cộng với c. Rút gọn đi, x bình với x bình hết, còn lại là x trừ 2. x trừ 2 chia cho Đấy. căn bậc 2 của x bình cộng với 2 và cộng với C ok chưa Đây chính là đa án b của chúng ta đúng không chúng ta thấy đây kết quả trùng rồi thì đối với câu này câu 39 này nằm ở mức độ vận dụng cụ thể là vận dụng thấp không khó một chút nào cả Vậy thì chúng ta có thể giải quyết nó theo cái hướng như thế này hoặc là các em có thể đạo hàm cái fx đi sau đó chúng ta đặt nó vào tuy nhiên việc đạo hàm đi thì nó sẽ tương đối rắc rối vì đây thứ nhất đạo hàm là của hàm thương thứ hai là nó chứa căn nữa thì nó sẽ phải biến đổi khá là dối sau đó chúng ta đặt vào đặt vào việc đặt vào và nhân lên thì nó không biết ra cái gì khi đó chúng ta tính nó sẽ cũng tương đối phức tạp đấy vậy thì sử dụng đến từng phần và đổi biến số ở đây là là xong đúng không? Đấy là câu uh, 39, cũng là câu cuối cùng của chương nguyên hàm tích phân này. Thì các em thấy so với đề năm ngoái thì cái câu này ở mức độ khá là thấp, à, khá là nhẹ so với những cái uh, nguyên hàm tích phân của năm ngoái, đề năm 2019. Vì năm nay cũng uh, là một năm rất đặc biệt, do đó cái phần này các em đã được giảm tải đi rồi. Ok chưa? Chúng ta cùng đến với cái chương uh, số phức Đây là chương uh, cuối cùng của cái phần giải tích lớp 12 uh, Và cái chương này cũng là uh, do năm nay cũng khá đặc biệt Nên chương này cũng đã được giảm tải kiến thức đi rồi Thế nên là các câu hỏi ở chương này đều ở mức Đa số ở mức đó là gì? Nhận biết và thông hiểu Các em hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nhé Thì cái chương này thì các em chú ý cho thầy một số kiến thức như thế này Đầu tiên chúng ta phải liên quan đến, uh, lưu ý đến về định nghĩa và tính chất của số phức Và các uh, định nghĩa và tính chất của số phức nhé Thì trong cái phần đó nó sẽ có là gì? Số phức liên hợp này, uh, mô đun của số phức này, chưa? phần thực, phần ảo của một số phức này Đấy là một dạng toán mà nó sẽ có một câu hỏi ở, ở dạng toán này Dạng toán nữa cũng sẽ xuất hiện câu hỏi đó là gì? Biểu diễn hình học của số phức Các em hiểu không? biểu diễn hình học của số phức trên cái mặt phẳng tọa độ Oxy. Dạng toán nữa cũng sẽ xuất hiện đó là gì? Các phép toán của số phức cộng, trừ, nhân, chia. đa số chỉ là cộng, trừ, nhân thôi, còn chia thì ít hơn, ít hơn nhưng mà nó cũng không không phải là không có. Và đối với các phép toán này thì các em có thể sử dụng máy tính được rất là dễ. À, một phép toán nữa à một dạng toán nữa cũng liên quan đến cái chương này đó là cực trị. À giải phương trình nữa, giải phương trình bậc 2 của số phức với các hệ số là thực và cuối cùng là cực trị. Tuy nhiên năm nay do cái việc giảm tải nên phần cực trị gần như là sẽ không có. À, đa số các bài nó sẽ liên quan đến uh, những cái phần trước thể nói thôi. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái chương cuối cùng này, chương số 4 số phức, chương giải tích cuối cùng của lớp 12. Câu đầu tiên nằm ở câu số 6 Số phức liên hợp của cái số phức Z bằng trừ 3 cộng 5 i là Là gì? Thì ở đây chúng ta có các đáp án này Câu số 6 là một câu cực kỳ dễ Đúng không? Cho Z bằng A cộng với B Thì từ đây chúng ta tìm ra được Số phức liên hợp Z ngang BI thì xin lỗi Cái này sẽ là bằng A trừ đi BI chúng ta đổi dấu của phần phần ảo thì khi đó sẽ ra được số số phức liên hợp. Vậy từ đây chúng ta sẽ có đề bài cho z bằng trừ -3 cộng với 5y thì suy ra z liên hợp sẽ là bằng trừ -3 trừ đi 5y. Ok chưa? Trừ -3 trừ 5y chính là đáp án A. Câu số 6. Câu hỏi tiếp theo xem là nằm vị trí câu bao nhiêu. Câu số 22 trong mã đề 101. 1. Cho hai số phức Z1 bằng 3 chiều đi 2 i Z2 bằng 2 cộng y. Khi đó số phức Z1 cộng Z2 sẽ là bằng. Đây là bài toán liên quan đến các phép toán của số phức, cụ thể đây là phép cộng, đúng không? Thì Z1 cộng Z2 chúng ta làm gì? Phần thực cộng phần thực phần ảo cộng phần ảo và nhân với nhân với y. Đấy, câu số 22. Z1 cộng với Z2 thì ở đây thầy sẽ nhóm vào này. 3 cộng với 2 này cộng với phần ảo đây là -2 này, phần ảo thứ hai là 1 này và tất cả nhân với y. Thu gọn lại 5 trừ đi y. Ok chưa? Khi đó số phức z1 cộng z2 sẽ bằng 5 i. 5 chữ Y chính là đáp án C. Đấy, các em thấy rất là dễ thôi. Thì uh, cái đề thi của chúng ta chắc chắn sẽ có một câu dạng như thế này, nó không không đánh đố đâu. Câu số 3 liên quan đến chương này. Câu số 3 nằm ở câu số 24 trong mã đề 101. Trên mặt phẳng tọa độ, biết điểm M có tọa độ là -3 1 là điểm biểu diễn của số phức Z Khi đó phần thực của Z sẽ bằng Này bốn đáp án Câu 24 Thì ở đây các em chú ý Câu này liên quan đến điểm biểu diễn của số phức Z Trên cái mặt phẳng tọa độ Thầy sẽ nhắc lại kiến thức này Cho Z bằng A cộng với B Thì từ đây chúng ta suy ra điểm M sẽ có tọa độ Hoành độ là phần thực tung độ là phần nào đó m tọa độ ab là điểm biểu diễn của số phức z trên cái mặt phẳng tọa độ trên cái mặt phẳng oxy ok chưa vậy từ đây chúng ta đi tìm phần thực của z phần thực của z m có tọa độ là bao nhiêu trừ ba một suy ra phần thực a bằng a bằng trừ ba Ok chưa? Đấy, phần thực là bằng chữ -3 vậy đáp án ở đây chính là đáp án B. Đấy là câu hỏi số 24 trong mã đề 101. Chúng ta đến với câu tiếp theo. Câu tiếp theo là câu số 31. Câu số 31 trong mã đề 101. Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z bình cộng 6z cộng 13. Bằng 0 Trên mặt phẳng tọa độ Điểm biểu diễn Điểm biểu diễn số phức Z à, Điểm biểu diễn số phức 1 trừ đi Z0 là Các điểm M Ở các đáp án đây MNPQ Ok chưa Câu này thì um, Đầu tiên chúng ta phải nói đến kiến thức là gì Giải phương trình bậc 2 với Ẩn là Z Đúng không Các hệ số đều là thực Sau đó lại là điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ thì đây điểm biểu diễn thầy đã nói rồi. Vậy còn giải phương trình phức. Giải phương trình này thì các em sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta giải nhá. Đây. Các em sử dụng máy tính để chúng ta tính. Thì rất là đơn giản thôi, chúng ta cứ nhập cái phương trình bậc 2 vào. Nhập vào thì máy nó sẽ giải cho chúng ta. Các em chú ý là ở đây là nghiệm thì nghiệm phức. Nhưng máy nó vẫn giải như bình thường nhé Nó có hai nghiệm Nghiệm thứ nhất này, Z1 Sẽ là bằng Trừ 3 cộng với 2i Z2 Sẽ bằng Trừ 3 trừ đi 2i Ok chưa Gọi Z0 là Nghiệm phức có phần ảo dương đây, Vậy Z0 đây Phần ảo dương là dương 2 Đúng không suy ra z0 sẽ là bằng chữ -3 cộng với 2i khi đó điểm biểu diễn của số phức 1 trừ đi z0 1 trừ z0 1 trừ đi chữ -3 cộng với 2i chúng ta phá ngoặc ra 1 trừ -3 sẽ thành cộng 3 chỗ này sẽ thành là bằng 4 và trừ đi 2i Vậy theo cái định nghĩa đây, điểm biểu diễn đây, suy ra m sẽ là gì? Phần thực, tọa độ nó phần thực là 4, phần nào là chữ -2, đúng chưa? 4 chữ 2. 4 chữ 2 nó là P, nó không phải m, thì đặt P luôn cho nó trùng với đáp án nhá. Đấy vậy thì rõ ràng ở đây là P trùng chính là đáp án C. Đây là câu số 31 trong cái mã đề 101 nhá. Tiếp theo câu cuối cùng của chương này. Câu 37. Cho hai cái số phức Z bằng 1 cộng với 2 i V kép bằng 3 cộng với i Khi đó mô đun của số phức Z là bằng... Uh, à, của số phức Z nhân với V kép liên hợp bằng... Bằng gì? Đây cũng là một câu hỏi rất là dễ. Câu hỏi này liên quan đến Thứ nhất là yêu cầu của bài toán là tính mô đun Tuy nhiên nó cũng liên quan đến một số kiến thức khác Đó là tìm số phức liên hợp Đó là thực hiện phép nhân hai số phức Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm lần lượt Đầu tiên V kép liên hợp Sẽ là bằng 3 trừ đi y Đúng chưa? Từ đây suy ra Z nhân với V kép liên hợp Sẽ bằng 1 cộng với 2 y nhân với 3 trừ đi y. Đến đây thì tốt nhất các em cứ lên sử dụng máy tính để chúng ta tính nha, cho nó đỡ nhầm, không một số bạn lại bị nhầm. Muốn tính nó thì các em đưa về chế độ nó là gì? Ở đây sẽ là chế độ chọn là mốt 2 này. Được chưa? Đưa về chế độ số phức để chúng ta tính 1 cộng với 2y nhân với ở đây là gì? 3 trừ đi. Đấy. Và kết quả ở đây sẽ bằng 5 cộng với 5y. Ok chưa? Đề bài yêu cầu là tính mô đun số phức. Suy ra mô đun của cái số phức này là gì? Z nhân với V kép liên hợp. Đấy. Sẽ là bằng mô đun của 5 cộng với 5y mô đun thằng này Đây, sẽ bằng 5 căn 2 Đấy, bài này rất là dễ rồi 5 căn 2, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra Đấy, trong đáp uh, 4 đáp án này thì có đáp án A là trùng Vậy chúng ta chọn đáp án là A Ok chưa? Vậy là mấy câu hỏi? Này? 1, 2, 3, 4, 5 câu hỏi Đấy vậy chương này chúng ta chỉ có 5 câu hỏi thôi Chương trước cũng chỉ có 5 câu hỏi Vì được kem à, Cái khóa 2K2 này được giảm tải Do đó số lượng câu hỏi ở hai chương này cũng ít đi So với những năm trước Ok chưa